Cái cuộc đời này á, quý vị biết rằng á, quý vị coi câu chuyện của Đức Phật. Đức Phật mà họ còn phải moi móc, họ tìm chuyện ra mà. Cả Đức Phật mà họ cũng moi móc, họ tìm chuyện ra. Thí dụ như tâm giác ngộ là Phật, đã là giác ngộ thì cái gì nó cũng giác ngộ. Còn tâm không giác ngộ là phàm phu. Mà đã là phàm phu thì họ đâu có nói cái chuyện đúng sai gì trong đấy. Thấy ra chưa? Mình á, nếu mình hiểu thì bây giờ mình thấy người ta cười mình cũng mừng giùm cho người ta, là người ta có nụ cười. Còn bây giờ mà mình mà không ưa rồi thì dù người ta cười mình cũng không chịu nữa, mà mình thì không chịu cười. Mà có những người thì người ta nói rằng thôi thì biết vậy rồi, nhưng mà thôi thì tránh bớt đi, thôi chứ không biết tránh sao luôn, trong cuộc đời này không biết tránh sao. Nó giống như mình chạy xe ngoài đường thì mỗi người tự chạy thôi, đường bên nào tự chạy bên đấy, còn nếu muốn qua đường thì chúng ta nhanh thôi, còn nếu như mình qua trái mà không nhanh trái thì ta đụng mình gan chịu. Nên sống trong cuộc đời này, chúng ta làm cái gì thì chúng ta nêu rõ ràng. Giống như chúng ta qua đường thì chúng ta phải qua trái thì nhanh trái, qua phải thì nhanh phải, còn muốn qua mặt thì tăng tốc độ thôi, chứ không nói vòng vo chứ sao bây giờ quý vị. Đi rang thôi đó. Nếu như mà những đức nói quý vị biết, trong cái cuộc đời này mình sống, mình làm việc cho công chúng gì nè, nhưng mà cái gì mà cũng lo sợ cho không làm được, nó sẽ nhiều người người ta đến, người ta nói ngừng câu làm cho mình mất cái thăng bằng, nó không còn phương hướng quý vị. Nó giống như bây giờ chuỗi những đức mà đeo cổ tính ra 7-8 cộng, nội mỗi bên 7-8 cộng, không chuỗi gì nè, 7-8 cộng, lúc trước những đức có 1 cộng mà. Thì khi mà những đức đắp y vô xong là những đứa cứ đem một chuỗi ra, những đứa đeo vô xong. Nhưng mà giờ 7-8 cộng mà chú bưng ra nguyên cái gỗ. Cuối cùng những đứa nhìn vậy nè. Vậy mà mình cũng giác ngộ được cái góc độ nhìn của mình là gì sao. Một cấp trước có 1 cộng thì thò tay lấy tròn vô cổ là xong. Bây giờ 7-8 cộng phải lựa cộng nào mình vừa bụng. Thấy không? Nên những đứa nói rõ ràng. Bởi vì mình tu, thà mình tu một môn tu, mình chiên câu Phật hiệu khỏi cần suy nghĩ. Thấy chưa? Còn có những việc mình làm trong cuộc đời này, mình đã có góc độ rồi thì mình cố gắng. Bây giờ mỗi người thì người ta cũng có tâm thiện, người ta góp ý, nhưng mà mình thấy cái gì thì mình điều chỉnh lại một chút. Chứ ngoài ra mà mình á, mà để cho người ta bữa nay nói gì mai nói gì kia, giết rồi bản thân mình không biết mình làm chỗ nào đây, không biết. Quý vị coi, có nhiều người thì người ta cũng quý mình, nói thầy ơi, bây giờ cái lượng người mà thầy hướng dẫn đông quá, lỡ thầy mà có cái gì tội nghiệp người ta. Như đức nói, bản thân tôi có cái gì thì bản thân tôi còn chưa lo cho tôi xong chứ tội nghiệp ai. Bản thân mình còn chưa lo cho mình xong nữa, tội nghiệp ai bây giờ. Thì bây giờ mỗi người thì nghe Phật pháp, tự mỗi người mà cố gắng tu tập. Chứ bây giờ mà lo tới ngày đó thì thôi, bản thân mình có gì an lạc trong Phật pháp nữa đâu quý vị. Ai cũng có chân có cặn, ai cũng có tay, ai cũng có khối óc, thì ai cũng tự mà nghe Phật pháp rồi cố gắng thôi chứ. Bây giờ mình mà còn lo gì nữa thì thôi á, thì giống như bản thân mình phải ôm đàm. Thì bây giờ đã nuôi 3,000 con người già ở đây, thì bản thân mình cứ làm hết mình, làm sao cho các cụ có cơm ăn áo phận. Như đức nói thiệt á, cả mà giờ người ta cúng dường mà cũng bị người khác nói. Nhưng mà bây giờ 2,000 con người này mình đều nuôi cho người ta cuộc sống, trẻ già gì mình cũng nuôi cho người ta, rồi lo cho người ta chứ. Đó. Rồi bây giờ mà nói mà bây giờ mà không có tiền rồi sống cái gì. Nói ví dụ như bây giờ bản thân mình phải chịu thôi. Nên ai đưa tiền thì cầm, ai đưa tiền thì cầm. Thì người ta nói tu hành gì đưa tiền cái chợp. Đưa tiền tôi không chợp, tôi giật mấy người vậy sao? Tôi móc túi tôi giật sao? Quý vị đưa tôi lấy chứ không lẽ đưa không lấy. Đưa không lấy là mấy bà già sống làm sao? Rồi xây chùa lấy gì xây? Nó tu hành gì đâu mà đưa tiền cái chợp, đưa tiền cái chợp. Nếu như tôi mà bản thân tôi mà một mình tôi thì tôi cũng không cần quan trọng quá đâu. Cái kỳ tôi cũng kêu thôi đưa người khác đi. Mà người ta cũng không cúng nữa, mình ta cúng làm gì? Mình phải làm cái gì ta mới cúng kìa. Mình không làm gì sao người ta cúng? Như đứa hỏi vì vậy, vì không làm gì sao người ta cúng đây? Nó bây giờ tu hành mà đưa tiền cái chợp, nó cho coi
mà người ta đưa là cũng ngon lắm rồi đó. Nó mình đi, mình đi vòng vòng ở đâu thấy ai đưa tiền mình lụm, mình lụm tiền mình đem về mình lo cho mấy bà già. Bây giờ các thầy các chú đồ còn trẻ, các cô đồ khi họ cũng ăn cái này ăn kia họ thèm chứ, thì thôi mình kiếm mình tha về mình lo cho họ, còn người ta chửi mình mặc kệ người ta đi. À, thời tiết này rất là nóng, nếu như mà tâm mình nóng thì tiêu luôn. Nên nóng cái bên ngoài chưa đáng sợ bằng cái tâm nóng. Cố gắng hạ quả ra cái tâm xuống. Dù làm ăn được hay không được gì, nhưng mà cố gắng giữ cái tâm cho nó mát mẻ, đừng có sân si sần sộ. Sân si sần sộ nguy hiểm. Vì nhớ mình sân si nó tác hại mình và tác hại người khác nhiều, nên mình giữ được cái tâm mình vui vẻ an lạc lợi mình rất nhiều, mà cũng lợi lan can người khác. Cái này là cái quan trọng. Nên vì coi như năm nay mà hạn rồi đó, hạn hán chứ mấy năm trước mà giờ có mưa, nên năm nay bây giờ mà chưa có cây mưa nào, nghe nói một số nơi tỉnh thành thiếu nước ngọt uống khổ. Nếu đã thiếu nước ngọt thì nó khổ lắm vì vậy. Nên mình có nước uống, có nước tắm. Có nhiều người chúng ta khi có mình không có trân quý nhiều đâu, nhưng khi không có khổ lắm. Ví dụ như mà trong chùa mà lâu lâu mà nó cúp nước gì cái mà, hoặc là máy bơm hư, nhà vệ sinh rồi nó không có nước nửa buổi thôi mà khổ lắm á. Nhưng mà nhiều người chúng ta mình không có để ý, khi mình không có nó khổ gì. Mình nghĩ mà một số nơi mà nước uống mà phải người ta cung cấp, ta đem lại người ta cho uống, vì thế nó khó cỡ nào chứ. Ví dụ như mình có nước thì lúc nào cần uống thì mình lỡ mình bơm nước mình uống thôi, nhưng mà không có nước uống khổ. Nên tâm con người sân si bực bội sằng sộ khó chịu giận hờn để trong tâm, nó cũng ảnh hưởng cái quả địa cầu này, ảnh hưởng qua địa cầu lớn. Nên như Đức nói rằng là cái người mà khi mình ăn chay trường nó cũng hạ quả cái tâm xúc. Ăn chay hay lắm, tại vì mình thấy rằng như bản thân như Đức vô nhà bếp nấu ăn, ngày xưa như Đức nấu ăn trong bếp mà cái thời nấu đồ ăn mặn ở ngoài đời nóng tính vậy lắm, thịt đồ trứng gà đùi gà đồ mình làm á, mình sân si giống như là mỗi ngày mà máu thịt chúng sanh sân si. Nhưng mà khi nấu đồ ăn chay quý vị, lạ là nó rất là dịu tâm. Và khi mà nấu đồ ăn chay mình có nhiều góc độ mình nhìn, mình nói con người người ta đa phần cái tình chấp về ăn uống đó là sự hưởng thụ. Nhưng mà cái người mình ăn chay rồi nó sẽ giảm tối đa lòng tham. Tại dù cho mình có tiền bạc nhiều cỡ nào đi chăng, nhưng mà xin thưa quý vị là cái sự ăn uống của mình ăn chay thì nó chỉ có nhiêu à, nó không có cái gì mà thêm nữa đâu. Nó chỉ có mãi mãi ăn chay, nó chỉ là gọn gọn, giỏi lắm thì nấu được một chút thôi, chứ không có phong phú như đồ mặn. Nghe không? Không phong phú đồ mặn. Nên cái người mà ăn chay trường của mình nó giảm lòng tham, và nó đỡ tối đa về tâm sân si sằng sọt. Nó nhớ cái thời tiết lúc này mà nó nóng gì mà tâm nóng nữa thì quý vị sống nổi đâu. Nó sẽ làm cho gia đình rối ren lên, lu nhiều chuyện. Nên cái gia đình mà ăn chay niệm Phật, cái gia đình mà biết tu đỡ dữ lắm. Tại vì mình hiểu nhân quả, mình hiểu nhân quả thì tự nhiên cái gia đình mình sống với nhau, giữa con người với con người với nhau hay lắm. Mỗi một con người mà ai cũng hiểu nhân quả một chút đi, sống với nhau đặc biệt lắm. Còn toàn là không hiểu nhân quả gì hết, mình sống với nhau là mình giống như sát phạt thẳng tay. Còn thí dụ như một người hiểu nhân quả, người không hiểu nhân quả mà sống với nhau, thì
thì bản thân của mình cũng biết tránh né, nó đỡ tối đa. Còn gặp như mà toàn là không biết tu không mà sống với nhau là ghê gớm lắm, nó thẳng tay sát phạt với nhau. Nên hôm nay chúng ta có bài học tập đó là phương pháp sống thọ sống vui. Hay gì đâu rồi. Cũng như bà cụ Hứa Chiết, người ta hỏi bà cách dưỡng sinh mà như thế nào để tuổi thọ được kéo dài. Bà nói là không có đem những việc rắc rối để vào tâm. Bà nói rằng là tất cả việc rắc rối giống như đứng ngoài đường mà nhìn xe chạy. Xe chạy rất là nhiều nhưng không có nhớ chiếc xe nào. Nên tất cả những việc rắc rối trong cuộc đời thì bà ví dụ rằng là giống hệt như là đứng ngoài đường mà nhìn xe chạy, đứng ngay chợ mà nhìn người ta đi. Ví dụ như mình đi ra chợ mình đứng ở đó, bao nhiêu con người đi nhưng mà mình đâu có để ý làm chi. Mặc ai kệ người ta chứ. Nói hay. Ý nói là giống như trong cuộc đời này nếu mà không có rắc rối gì thì nó không bao giờ có đâu. Nó có rắc rối, nhưng mà chúng ta giả lạ với nó giống như kẻ xa người lạ vậy. Nó không có đặt vấn đề nặng nề. Vì để ý nghe, tất cả cái phiền não chúng ta là do người thân, người quen. Người thân, người quen chúng ta mới khổ thôi. Chứ người xa lạ chúng ta không khổ bao nhiêu hết. Thấy không? Xa lạ chúng ta không khổ. Nên ví dụ như cái cô này, cô dặn một cái người này xa lạ. Chồng hỏi: ủa em mấy nay em bực bội ai? Nói, em đang ghét con nhỏ xa lạ. Nói, mày khùng ý gì tự nhiên. Xa lạ mày ghét làm gì? Tự nhiên xa lạ mà ghét làm chi? Nó thấy không? Thì bà cụ Hứa Chiết với ví dụ hay. Cũng như đứng ngoài đường mà nhìn xe chạy, đứng ngay chợ mà nhìn người ta đi, toàn là xa lạ không, nên ai đi đông đi nhiều hay là đi ít gì mặc kệ người ta, không có quan tâm, không có nặng nề, không có để vào tâm. Thì đối với cái chuyện mà buồn giận nó y gan vậy, thì tức khắc cái tâm mình nó nhẹ. Mà cái cách dưỡng sinh mà không buồn giận hẳn ai để trong tâm, không ác ý với ai, không muốn hại ai, đây là cái cách sống mà tuổi thọ mà sống vui. Đó là tâm mát mẻ. Giống như một cái cây mà được tưới nước nhiều, chăm sóc tốt thì cây nó sống thọ. Thì con người mình gì đó, mình mà mỗi ngày mà mình sống vui á, là nó tuổi thọ. Nó không hận thù ai thì thọ. Chứ nó sân si sần sộ thì nó bệnh đau. Con người bệnh đau là đa phần mình sân si. Mọi vị biết rằng đa phần con người mình nó làm nhiều việc, việc này việc kia nó bận tâm là nó dễ bực bội lắm. Giống như cái sự bực bội nó nằm ở trong tâm mình, nó trực chờ sẵn. Chỉ cần ai hỏi đến mình là mình nó có trả lời, không có vừa bụng, không vừa lòng, không vừa ý. Đây là 100% luôn. Hồi đó mà những đức mà quản chúng ở trên chùa trên kia 5 năm, những đức một ngày sân si nó tính ra chắc giá chót gì cũng khoảng 60-70 lần. Liên luôn, là bất cứ một chuyện gì cũng sân si hết. Hỏi tiền những đứa cũng sân si, những đứa đụng cái gì cũng sân si, những đứa gặp cái len cái xuống cũng sân si, những đứa gặp cái thứ gì cũng sân si, vô nhà xin tắm mà những đứa cũng sân si. Vì con nó kinh khủng như vậy đó, mà bưng chén cơm lên ăn cũng sân si. Tại vì sao? Vì nó bực bội một cái gì á, có nghĩa là nó nạp cho mình những cái công việc mà bản thân mình gánh vác, rồi bản thân mình lại không có thể nào mà giải tỏa được, nó không có tiêu hóa được quý vị. Nên ai đến hỏi mình vui cười hay là người ta mặt nào mình thấy cũng ghét, mình cũng chịu 100% luôn. Đây là những đứa đã trải qua hết thời gian đó luôn. Từ hồi xưa những đứa nấu ăn trong nhà bếp mà đồ mặn là những đứa sân si cỡ nào, những đứa đi vô chùa quảng chúng ngày xưa sân si cỡ nào, rồi đi xuống đây từng công đoạn giảm sao làm sao, rồi tới bây giờ sao làm sao. Những đứa trải qua thời gian hết, chứ không phải là những đứa đi tu mà nó yên rồi lúc nào nó cũng an lạc đâu. Thì những đức mới cảm nhận với những cái lúc mà mình sân si khó chịu. Những đức nói với vị nghe, khi vị sân si khó chịu nghe là nó nằm ở trong tâm vị sẵn. Có nghĩa là vị nhìn cái gì vị cũng sẽ thấy bực bội, thấy bực bội, bực tức cứng cực kỳ luôn. Có nghĩa là vị khó chịu sao đâu á, nó hiện lên gương mặt vị là lúc nào vị cũng cái từ trường vị ghê lắm. Người ta thấy vị là người ta tránh.
Nên cái người mà đoạn duyên đoạn phước là nhờ cái sát khí của mình, sát khí mình nó quá nặng, nên cái từ trường của mình ai gặp mình ta cũng trách. Giết rồi, mình tu giết rồi duyên phước mình mất hết. Mà nhất là cái việc mà nặng gánh lo âu, cái nặng gánh lo âu mà không tiêu hóa được là chết. Là kể như là cuộc đời quý vị tu hành, dù quý vị có làm được những chuyện thế gian, nhưng cái chuyện giải thoát thì khó có lắm. Tại vì sao? Hiện đời quý vị đã không có giải thoát thì đừng có mong quý vị được giải thoát, chỉ mất công. Không có giải thoát đâu. Cái giáo pháp của Phật là nó rõ ra là hiện đời tu, hiện đời giải thoát. Hiện đời tu, hiện đời giải thoát. Chứ cái giáo pháp của Phật nó không có cao xa cái chuyện là chờ mình chết rồi giải thoát đâu. Nếu như chờ mình chết giải thoát là muộn màng quá. Tại vì sao? Cái nhân và cái quả nó không tương đồng. Những đức nói quý vị nghe, bây giờ mỗi ngày quý vị sân si sằng sộ, quý vị nói là cuối đời Phật trước. Tại vì cái nhân địa quý vị đã gầy dựng cái tâm sân si nó quá nặng rồi. Thì bây giờ cuối đời quý vị là cái hạt giống nặng mạnh này nó phát triển trước. Mà cái hạt giống sân si nó nặng quá thì nó phát triển trước, mà nó đã phát triển trước thì những đức hỏi quý vị, làm sao quý vị niệm của Phật hiệu mà giáng sanh? Niệm Phật, Phật mới rước. Còn bây giờ bị sân si thì ma rước, Yêm Vương rước quý vị. Chứ bây giờ mà Phật đâu có rước quý vị, tại vì bị sân si mà. Cho nên cái việc tu hành nó đều có thời gian. Nó có thời gian từ từ cho mình nhìn nhận đó. Nên quý vị biết rằng có một số người người ta gặp những đức, người ta cũng ý kiến cũng đúng. Người ta nói thầy giảng, thầy nhắc những Phật tử họ đừng có cầm mấy cái tấm bản hình của thầy, họ quơ. Họ quơ nhiều vậy quá, nhiều người người ta ghét dữ lắm. Có những người người ta không thích, rồi người ta hại. Giờ mình nói cho bụng thì thật sự quý vị, trong cái cuộc đời này không làm được gì thì cũng không ai biết đến làm gì. Quý vị có làm gì đâu người ta biết. Mà quý vị làm được việc thì sẽ có người tranh cạnh. Bây giờ có nhiều người quý vị nói rằng là nếu thầy làm đúng, làm hoàn toàn cái gì cũng đúng hết trơn, làm đàng hoàng thì ai mà nói thầy được cái gì? Chứ giờ mình làm gì nữa giờ? Thì nuôi người già, khuyên người niệm Phật, rồi giảng pháp thì mình giảng vui, rồi Phật tử thì ta về chùa ta cũng vui. Nói nãy giờ như đức nói chuyện nhỏ nhẹ 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 thôi, nhìn thấy có mấy bà mới làm nè, quạp rồi đó, nó thấy chưa? Đó là rõ ràng rồi đó quý vị, đúng không? Nên đó, trong cái cuộc đời này quý vị biết rằng, quý vị coi câu chuyện của Đức Phật. Đức Phật mà họ còn phải moi móc, họ tìm chuyện ra mà. Cả Đức Phật mà họ cũng moi móc, họ tìm chuyện ra. Thí dụ như tâm giác ngộ là Phật, đã là giác ngộ thì cái gì nó cũng giác ngộ. Còn tâm không giác ngộ là phàm phu. Mà đã là phàm phu thì họ đâu có nói cái chuyện đúng sai gì trong đấy. Thấy ra chưa? Mình á, nếu mình hiểu thì bây giờ mình thấy người ta cười mình cũng mừng giùm cho người ta, là người ta có nụ cười. Còn bây giờ mà mình mà không ưa rồi thì dù người ta cười mình cũng không chịu nữa. Mà mình thì không chịu cười. Mà có những người thì người ta nói rằng thôi thì biết vậy rồi, nhưng mà thôi thì tránh bớt đi, nó không biết tránh làm sao luôn. Trong cuộc đời này không biết tránh làm sao. Nó giống như mình chạy xe ngoài đường thì mỗi người tự chạy thôi. Đường bên nào tự chạy bên đấy, còn nếu muốn qua đường thì chúng ta nhanh thôi. Còn nếu như mình qua trái mà không nhanh trái thì ta đụng mình gan chịu. Nên sống trong cuộc đời này, chúng ta làm cái gì thì chúng ta nêu rõ ràng. Giống như chúng ta qua đường thì chúng ta phải qua trái thì nhanh trái, qua phải thì nhanh phải. Còn muốn qua mặt thì tăng tốc độ thôi chứ không nói vòng vo. Chứ sao bây giờ quý vị? Đi rang thôi. Đó. Nếu như mà những đức nói quý vị biết, trong cái cuộc đời này mình sống mình làm việc cho công chúng gì nè, nhưng mà cái gì mà cũng lo sợ cho không làm được.
nó sẽ nhiều người, người ta đến người ta nói ngừng câu 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 làm cho mình mất cái thăng bằng, nó không còn phương hướng nữa quý vị. Nó giống như bây giờ chuỗi nhân đức mà đeo cổ tính ra 7-8 cộng, nội mỗi bên 7-8 cộng, không chuỗi gì nè, 7-8 cộng, lúc trước nhân đức có 1 cộng à. Thì khi mà nhân đức đắp y vô xong là nhân đức cứ đem một chuỗi ra, nhân đức đeo vô xong, nhưng mà giờ 7-8 cộng mấy chú bưng ra nguyên cái gỗ, cuối cùng nhân đức là nhìn vậy nè. Vậy mà mình cũng giác ngộ được cái góc độ nhìn của mình là gì sao. Một cấp trước có 1 cộng thì thò tay lấy tròn vô cổ là xong, bây giờ 7-8 cộng phải lựa cộng nào mình vừa bụng, thấy không? Nên những đức nói rõ ràng, bởi vì mình tu thà mình tu một môn tu, mình chiên câu Phật hiệu khỏi cần suy nghĩ, thấy chưa? Còn có những việc mình làm trong cuộc đời này mình đã có góc độ rồi thì mình cố gắng. Bây giờ mỗi người thì người ta cũng có tâm thiện, người ta góp ý, nhưng mà mình thấy cái gì thì mình điều chỉnh lại một chút. Chứ ngoài ra mà mình á, mà để cho người ta bữa nay nói gì mai nói kia giết rồi bản thân mình không biết mình làm chỗ nào đây, không biết. Quý vị coi, có nhiều người thì người ta cũng quý mình, nói thầy ơi bây giờ cái lượng người mà thầy hướng dẫn đông quá, lỡ thầy mà có cái gì tội nghiệp người ta. Như Đức nói bản thân tôi có cái gì thì bản thân tôi còn chưa lo cho tôi xong chứ tội nghiệp ai. Bản thân mình còn chưa lo cho mình xong nữa tội nghiệp ai bây giờ. Thì bây giờ mỗi người thì nghe Phật pháp, tự mỗi người mà cố gắng tu tập. Chứ bây giờ mà lo tới ngày đó thì thôi, bản thân mình có gì an lạc trong Phật pháp nữa đâu quý vị. Ai cũng có chân có cẳng, ai cũng có tay, ai cũng có khối óc, thì ai cũng tự mà nghe Phật pháp rồi cố gắng thôi chứ. Bây giờ mình mà còn lo gì nữa thì thôi á, thì giống như bản thân mình phải ôm đàm. Thì bây giờ đã nuôi 3,000 con người già ở đây thì bản thân mình cứ làm hết mình làm sao cho các cụ có cơm ăn áo phận. Như Đức nói thiệt á, cả mà giờ người ta cúng dường mà cũng bị người khác nói, nhưng mà bây giờ 2,000 con người này mình đều nuôi cho người ta cuộc sống, trẻ già gì mình cũng nuôi cho người ta rồi lo cho người ta chứ. Đó. Rồi bây giờ mà nói mà bây giờ mà không có tiền rồi sống cái gì. Nói ví dụ như bây giờ mà bản thân mình phải chịu thôi, nên ai đưa tiền thì cầm, ai đưa tiền thì cầm. Thì người ta nói tu hành gì đưa tiền cái chợp, đưa tiền tôi không chợp mà tôi giật mới gợi gì tao, tôi móc túi tôi giật sao. Quý vị đưa tôi lấy chứ không lẽ đưa không lấy, đưa không lấy là mấy bà già sống thì sao, rồi xây chùa lấy gì xây. Nó tu hành gì đâu mà đưa tiền cái chợp, đưa tiền cái chợp. Nếu như tôi mà bản thân tôi mà một mình tôi thì tôi cũng không cần quan trọng quá đâu, kỳ tôi cũng kêu thôi thôi đưa người khác đi. Mà người ta cũng không cúng được mình ta cúng làm gì, mình phải làm cái gì ta mới cúng kìa, không làm gì sao người ta cúng. Như Đức hỏi vậy, vậy vì không làm gì sao người ta cúng đây. Nó mà nói bây giờ tu hành mà đưa tiền cái chợp, nó cho thôi thôi coi, mà người ta đưa là cũng ngon lắm rồi đó. Nó mình đi vòng vòng ở đâu thấy ai đưa tiền mình lụm, mình lụm tiền mình đem về mình lo cho mấy bà già. Bây giờ các thầy các chú đồ còn trẻ, các cô đồ có khi họ cũng ăn cái này ăn kia họ thèm chứ, thì thôi mình kiếm mình tha về mình lo cho họ, còn người ta chữ mình mặc kệ người ta đi, không? Thấy gì vẫn đang mình hiểu được cũng vui. Nên ví dụ như bây giờ người ta cũng nói mình nói này nói kia, nhưng mà bản thân của mình có được tiền mình đưa cho hòa thượng xây chùa, cái điều đó chúng sanh được ở cũng mừng chứ có sao đâu quý vị. Đúng không? Đó. Giết mà mình giết mình rèn luyện giết mặt chai mày đá, không mà họ rèn mình cũng hay nghe quý vị, rèn mình giết mặt chai mày đá. Rồi người này nói này người kia nói kia, giết Phật tử nghe giết cũng quen tai, giết nghe không còn ấn tượng gì mà lạ nữa chứ. Quý vị nhớ, quý vị mà không bị người ta nói gì chứ, mà khi người ta nói nó mới tung lên ghê. Còn nếu mà nó bị nói lai rai nó ru đai á, đến khi mà nó nói nhiều quá, vì nói ư có gì đâu, cái này quen quá, tôi cũng lại chùa tu hoài. Đó, cũng tốt.
nói với tôi cũng là chùa tu hoài, tôi thấy có gì đâu. Từng nào tôi cũng lợi đẳng đó mà, thấy không? Từng nào tôi cũng là chùa tôi tu, rồi thầy cũng nấu ăn cho tôi ăn. Như quý vị biết rằng, như bây giờ mà chùa mình mỗi ngày những đức nấu ăn gọn, nhưng mà những đức dồn vào thứ bảy chủ nhật. Những đức nghĩ rằng Phật tử người ta thứ bảy chủ nhật người ta được về chùa, nên mình coi nấu cái gì làm cái gì cho người ta ăn được một chút. Cái này là mình nói 100%. Nên những đức nói rằng là thí dụ như có những người đi trong cái thời điểm mà làm việc nhiều này nè, là người ta sẽ giảm liền đó, ta không có làm gì những đức đâu. Nhưng mà những đức thì nghĩ khác. Những đức thì nghĩ rằng nếu bây giờ mình không làm thì người ta cũng không cúng à. Nó ngộ vậy đó. Mình im re là nó lạnh ngắt luôn rồi quý vị ơi. À, là người ta sẽ nghĩ khác. Nó nói à lúc này chắc sắp chết. Em không? Nó lạnh ngắt à. Nên có một số người gặp như đức nói thôi đừng làm nữa thầy, đừng làm. Nó làm gì? Mua đồ này kia tặng cho người ta thôi. Chuyện đó tốt mà. Đó. Có những người ta gặp như đức ta nói rằng thầy cái khăn này thầy tặng đâu phải pháp thí đâu. Nhưng đức nói sao không có nhiều cái lý do quá ta. Cái gì mà cảm thấy vui thì cứ tặng người ta được thì tặng. Mình đừng có mua mấy cái đồ nhỏ thôi. Hiểu chưa? Mình mua tròn bên ngoài mà nó tốt mà quý vị. Chứ đâu phải những đức mua đồ nhỏ rồi kia đưa tặng mấy bà đâu mà nói. Thì công nhận quý vị. Ừ. Ngộ ghê. Nên lạ ghê. Thì thấy chưa? Nhưng mà những đức hỏi quý vị, những đức tặng khăn quý vị thấy vui không? Thấy chưa? Vui mà. Thì đó là pháp thí chứ gì. Thật sự mà nói, cái pháp thí nó không phải nhất thiết là kinh rồi máy niệm Phật rồi tượng Phật. Quý vị đừng có đặt vào những vị trí đó. Nó phải mở rộng ra rồi nó mới đi vào sâu về pháp thí. À, có những cuốn kinh vì tặng cho người ta vậy có đọc đâu, nhưng mà vì tặng cái khăn thì người ta lại tròn. Thấy không? Nên từ nơi đó mà nó gieo cái thiện duyên dày quá. Khi nó gieo cái thiện duyên dày quá đó, thì lúc đó người ta mới nghe pháp, người ta mới tu hành. Nên mình á, sống trong cuộc đời này quý vị, cái gì mà giúp cho người ta vui được, đừng có sát sanh hại vật. Vui mà không sát sanh hại vật, vui mà có thể niệm Phật, vui mà có thể cầu sanh cực lạc. Những việc mà giúp cho người ta vui vậy thì cũng thấy mừng lắm rồi quý vị ơi. Mừng lắm rồi còn gì nữa giờ. À, không, những đức nói là chúng ta sống trong cuộc đời này, từ bây giờ chúng ta hiểu rồi. Thế vì sống làm sao cho sống cho nó đặc biệt. Dù bây giờ vì đang giàu vậy nghe, đang giàu vậy đó, tự nhiên nghèo. Tự nhiên nó nghèo sơ, nghèo xét. Tự nhiên đang tu hành ngon lành, đồ an lạc, gia đình đang làm ăn lên phơ phớ. Này nói ví dụ nghe, giả thiết tự nhiên làm ăn được, nghèo thiệt là nghèo. Làm gì thất bại nấy, đụng gì thua, đụng cái gì thất bại nấy. Đến nỗi mà nghèo chỉ đủ nấu cơm nhà ăn, lấy ra chiên miếng đậu hũ mà khi còn thiếu tiền mua. Nếu như quý vị mà vẫn giữ được cái tâm trạng đặc biệt bình thản thì đúng là quá hay. Quá hay luôn. Này nó quá hay quý vị. Có khi con người mình ai biết được quý vị. Thấy không? Nên mình nên tính đi. Nó xong có khúc người có lúc. Có những lúc con người mình nó thất bại kỳ cục vậy đó. Nhưng mà cái thất bại nó có khi nó lại hình thành cho mình thành công còn lớn hơn thì sao? Đó, cái thất bại vì hình thức. Nhưng mà cái nội tâm của mình nó vẫn sống bình thản. Nên những đức nói với vị nghe, mình mà biết đạo biết tu, gia đình quý vị vài ba người, nếu mà đồng vợ đồng chồng với nhau nghe, quý vị đừng có chi cầu cái giàu sang, đừng có làm nhiều. Đừng có làm nhiều, đừng có nghe lời ai mà đi mở cái gì lớn. Đừng có làm. Làm chi? Mình chỉ cần có tiền mình làm lay rai thôi. Mình giữ được cái mảng tiền đó để xài lay rai thôi.
cái bị khùng vậy đó. Trong thời cuộc này bị rất là khùng, cực kỳ khôn luôn. Nó làm sao mà bị giữ mức thu nhập, giữ cái mức thu nhập, chứ đừng có cầu tăng mức thu nhập. Quý vị cầu tăng mức thu nhập, quý vị đầu tư coi chừng bị rớt. Đầu tư nó làm cho mình bận tâm, mà đầu tư vô nhiều thì làm mình lo, mà lo sao tu. Từ nơi đó mà khi nó đã lo rồi là duyên phước nó giảm. Mà duyên phước nó giảm rồi, cái sự đầu tư quý vị nó sẽ thất thoát. Mà nó đã thất thoát thì mình phải lo tiền để vay mượn. Vay mượn rồi cuối cùng mình phải lo tiền để trả lãi. Cuối cùng nó vẫn không đặc biệt bằng mình không cần thiếu nợ ai. Mình không thiếu nợ ai, mình làm thì cái thu nhập nó ít. Ít nhưng mà nó có thu nhập, nó lên từ từ, nó dư từ từ, nó vẫn dư hơn là cái mình muốn thu nhập lớn, giàu nhiều mà mình lại bỏ vô đầu tư để mình đi vay mượn tiền bạc. Nếu như những đức nói quý vị mà biết lối sống này thì 5-10 năm sau là gia đạo bị lên, nó phát triển. Người ta không phát triển mà quý vị phát triển đó. Chậm nhưng mà bị dưỡng được cái tâm. Khi 5-10 năm sau bị hình thành được cái tâm, lúc đó thì quý vị sẽ biết được cái phương pháp sống, phương pháp sống như thế nào. Như bản thân Nhận Đức nè, nói thiệt, lo cho mấy ngàn con người mà cái đồng tiền mà Nhận Đức có để nuôi ấy, nó không có kinh doanh mà để cố định cái chuyện mà vô cái mặt tiền đó để lo mỗi ngày. Đúng ra người ta lo chết mồ, vì bữa nay có ngày mai không có làm sao. Người ta lo chết mồ người ta luôn. Nhưng mà Nhận Đức nói ngu gì lo. Ngu gì đâu lo. Tại vì sao? Ai cũng ăn cơm bắt mình lo. Chuyện đó đâu, chuyện này là quá ngu luôn. Không có chuyện đó đâu quý vị à. Ai cũng ăn cơm, ai cũng về đây được ở tu, ai cũng được sống, làm gì bắt mình tôi lo. Không có đâu, thì tôi có tôi làm, không có là thôi. Làm thì tôi phải lo nặng nề. Không biết Nhân Đức làm sao tôi sống vậy đó. Bây giờ tôi sống vậy tôi chia sẻ cho quý vị nghe vậy đó. Bây giờ Nhân Đức nói quý vị nghe, bây giờ trong gia đình quý vị làm mẹ làm cha người ta, gia đình 3-4 người mà ai cũng sống, có dư thì sống dư một chút, không dư thì sống ít một chút. Mày đòi hỏi gì tao? Không có chuyện đó đâu. Ví dụ như bây giờ có nhiều đứa con nói con thấy cha mẹ người ta thấy ham, con người ta đòi gì mua nấy mua nấy nấy, thì mày đi lỡ đó mày làm con họ đi, vậy mày đừng làm con tao. Bây giờ tao làm cha mẹ mày, tao nuôi mày tới bây giờ mày còn nói gì với tao? Mày coi tao có gì đâu, tao có ăn xài gì đâu mà mày đòi hỏi với tao. Chắc mày kêu tao phải nặng gánh với mày, rồi tao thương mày rồi tao phải còng lưng ra tao cài đặng tao chết hả? Đặng tao bệnh đau hả? Tao đâu có ngu mày. Không ngu đâu. Thấy không? Còn nếu như mà mày thấy rằng mà cha mẹ người ta được gì mày lỡ mày xin làm con người ta đi, tao đâu có cản đâu. Nếu mày thích thì mày cứ đi ra đó mày nói mày bác ơi bác, anh chú gì đó, con thấy cha mẹ con bèo quá, bây giờ nuôi con tới từng tuổi này, nếu bác chịu thì con làm con bác. Bác lo cho con đi, con từ hôm nay con nghe lời bác, con làm con bác. Còn con tránh xa cha mẹ con nghèo quá. Nếu cho vậy thì mày lỡ đó mày xin đi. Mày đừng kêu tao cái này kia. Còn tao có tiền tao mua mày chiếc xe đạp, đó là tao có khả năng gì tao mua vậy đó. Chứ mày đừng có chê trách rằng là cha mẹ tao thấy ham, còn cha mẹ mình dưới này thế nọ thế kia. Mày thấy tao không? Tao với mẹ mày cực không? Mà cũng có được gì cũng chạy xe đạp tịch 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 tịch. Bộ đi tao đi xe hơi mà tao để mày đi xe đạp, sao mày trách tao? Mày thứ quên ơn mọi nghĩa. Thấy chưa? Vì mà sống vậy thì đặc biệt lắm quý vị ơi. Mình phải tập cho con mình nó cảm thấy nó trân quý cái món quà nho nhỏ của cha mẹ cho nó kìa. Chứ không phải để đào tạo con mình nó trở thành một con người ấy, mà nó quên ơn mọi nghĩa, nó chỉ nhìn lên mà nó không biết cha mẹ nó cực như sao. Mà bản thân mình cũng đừng có bị cái tình thương đó nó buộc mình để cho bản thân mình phải khổ. Như bản thân Nhận Đức mà lo cho 2.000 người mà vui, bao nhiêu người đặt câu hỏi luôn đó quý vị. Đâu phải chỉ có 2.000 người này đâu, Nhận Đức còn làm bao nhiêu chuyện quý vị nhìn thấy rõ ràng luôn á. Thí dụ như Nhận Đức làm gì, Nhận Đức một thời gian Nhận Đức còn phải lo cho chúng chùa gì, Nhận Đức phải làm tính làm sao mà giống như bỏ ống heo được một chút để mà thời gian cái đầu là phụ trợ hòa thượng xây dựng. Vì coi cái mảng đó nó nghĩa là xài cái này rồi mà còn phải biết để dành cái này.
để vài bữa đem đưa cho hòa thượng trả tiền xây dựng. Nó gì mà những đứa cường giáng còn bình thản, tại vì có mới để dành, không có lấy đâu để dành, không có chịu thua. Hòa thượng hỏi ông đức tiền không có, hòa thượng làm gì được nhau, đúng quý vị, bây giờ không có mà con không có làm gì được nhau. Bây hỏi ông đòi xây dựng bây giờ sao không có, thì đòi giờ không có thôi, từ từ có xây nữa, lo gì, đúng không? Quý vị thấy rất là tự tại, làm gì chúng ta phải đặt vấn đề cho bản thân mình phải khổ, không nên. Bao nhiêu con người sống, bao nhiêu con người được hưởng, tự nhiên bắt mình khổ không có đâu. Có thì làm, có thì lo, có thì mua đồ, không có là thôi. Về hôm tặng cái khăn bữa chủ nhật, không có. Chủ nhật bữa không có khăn, ta chưa đem gì. Nó, mà chuyến này thì về rồi 30.000 cái rồi, 30.000 cái khăn rồi. Xong rồi cũng trả tiền ta rồi rồi, thấy không? Thì đưa khăn trả tiền chứ sao, không tiền trao thì cháu múc, mà cháu không múc thì tiền không đưa, vậy thôi. Sống rõ ràng lắm. Có bà kia mua đồ, nó nói thầy ơi trả tiền trước, nó không, chừng nào có đồ đi trả tiền. Nói, bây giờ nếu mà không có tiền thì không có đồ, nó thì không có đồ thì không có tiền, vậy thôi. Có gì đâu khó khăn nhau gì, đúng không? Thì người ta đưa khăn rồi trả tiền ta xong, rồi đem khăn về, đem qua đây 24.000 cái, để bên kia 6.000 để mà 1 tháng 5 ha. Ngày 1 tháng 5, 30 tháng 4 bên đây cộng tu, xong qua bên kia 1 tháng 5 tặng khăn, đúng là hứa luôn. Đúng mình hứa người ta phải không? Chứ đúng người ta kéo về tới bạc đảng luôn, nhưng mà mình đã hứa là tặng người ta trước mà. Tại sao chủ nhật này không tặng? Vì chủ nhật này nó mới vô lễ thôi. 1 tháng 5 là nó lễ, lễ mình tặng nó mới ý nghĩa. Quý vị, lễ nó ý nghĩa hơn đó. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng thì mình làm được mình làm, chứ ai ép mình ai cái gì đâu. Làm được thì mình cứ làm. Mình làm sao mà mình vui á, mình làm sao mình an lạc, mình đừng có nặng gánh. Nên những đức càng làm nhiều mà những đức đâu có nặng gánh đâu. Còn những đức khác quý vị nặng gánh ghê á, không kéo về nặng gánh lắm á. Nhà hai vợ chồng một cái đứa con mà lo tùm lum chuyện, quý vị thường lo ngộ lắm. Bây giờ nói với tôi với ông phải gán. Hai thằng, mà thằng nó giỏi quá, còn thằng nó dở quá. Bây giờ mình phải gán cho nó có số tiền dư giả để sau này cổ hồi môn để cho nó. Cho nó dở quá sau này nó sống làm sao. Nam quý vị lo ghê chưa? Nó lo xong rồi cứ vợ cho nó xong. Cứ vợ xong rồi bắt đầu nó bê tha quá. Cứ vợ mà không biết lo. Vợ nó giờ có bầu rồi, nó cũng không biết lo lắng gì. Thôi bây giờ gắng cố gắng, vợ nó đẻ xong rồi mình nuôi đứa con nó lớn lớn giùm cho nó đi. Thì mình nuôi lớn lớn rồi để giao cho nó, cuối cùng mình nuôi lớn lớn chút cái vợ nó ẹt thêm đứa nữa. Cuối cùng bản thân mình dính kèo luôn vậy đó. Các vị thấy chưa, vị lo cho không có ngày mà để ngưng lại được. Nó bây giờ bao nhiêu chuyện những đức làm mà những đức đâu có nghĩ gì đâu. Cái đó nghĩ gì đâu. Cái thọ mạng của con người và thọ mạng của Phật Pháp. Thọ mạng của Phật Pháp là Phật đã nói rằng 12.000 năm. Dù có thịnh si cũng 12.000 năm. Vì trong 12.000 năm có thịnh có si. Thấy không? Thịnh thì giống như mình ăn no đi. Si là giống tiêu hóa đi quý vị. Thì bây giờ nó đã no quá thì phải tiêu hóa chứ. Thì lúc nào nó đỉnh cao thì nó phải xuống lại. Thì bản thân chúng ta phải bình thường cái tâm. Chứ giờ nói bây giờ thầy cố gắng nha, cố gắng làm sao nó kéo dài cái thời gian để chúng sanh được nhờ. Nói cái chuyện này không phải cái chuyện của tôi, cái chuyện này cái chuyện của chung. Mọi người ai cũng cố gắng tu hành thì cái phước duyên nó lâu. Còn bây giờ nghe không mà không hành trì không tu gì chứ. Mình tôi chèo chiếc thuyền này phải chậm thôi. Mà gặp mà giông bão lớn thì quý vị không bơ thì nó chìm gắng chịu. Chúng ta cùng chìm, ai mà lội giỏi thì lội vô bờ. Thằng nào lội vợ yếu thì chìm chết mù, gắng chịu. Tại vì thường ngày không chịu bơ, không chịu rèn luyện.
Thì khi nó chìm thì mày chìm ngấm kệ mày chứ. Mày kêu cứu con, thầy cứu. Cứu hả? Thường ngày tao kêu mày bơ, mày không chịu bơ. Bữa nay mạnh nào để lo đi mày. Cứu gì cứu? Bây giờ tao mà lỡ tao kéo mày là tao chìm luôn thì sao? Tao còn chưa xong nữa đây. Thôi được rồi con, chào con. Hẹn nhau gặp ở thế giới bên kia đi nghe con. Kéo. Thầy cứu con đi. Thầy nói không, con niệm Phật đi con. Có gì cực lạc trước đi, còn ta lội được thì để ta lội vô. Nói ra là nó thật quá cho vị nghe đó. Cho vị nghe ý muốn nói rằng Phật Pháp á là dạy quý vị thôi, còn quý vị là người phải hành trì. Đúng không? Giống như mình sanh con, mình nuôi con chứ đâu mình đâu có bảo vệ con hoài được đó. Như con gà mẹ khi mới đẻ con, ta kêu diều, gà mẹ giang cánh ra con chạy vô, mẹ dùng đôi cánh úm lại, sợ diều bắt con. Nhưng khi một ngày nào con đủ lông đủ cách thì bước đến gần, gà mẹ nó mổ con. Nó mổ con, nó ý nó muốn nói rằng mẹ không thể nào lo cho con hoài đủ con đó. Mẹ mổ con không phải là không thương con, mà là mổ con là thương con. Vì mong con trưởng thành, khi mẹ yếu thì con có thể tự lo cho con được. Thấy không? Đó. Nên mình sinh con, mình nuôi con là con còn nhỏ, mình dạy con. Rồi mình phải cho con biết được cái khổ, cái vui trong cuộc đời như thế nào, để con còn nhận thức được cái cuộc đời này sao. Chứ đâu phải là chúng ta bảo vệ cho con hoài được đâu quý vị. Có những người cha, người mẹ nó thương con, làm cha mẹ mà phải thương con. Đúng rồi, thương. Nhưng mà mình phải thương làm sao mình có trí tuệ một chút. Chứ mình đừng có mù quáng mình thương. Có những người mà già đến mức mà sắp sửa xuống lỗ mà còn dính mắt con để khổ đau. Cái tình thương này những đức thấy dại quá quý vị ơi. Những đức nói những đức không có trách quý vị thương con quý vị. Nhưng mà chúng ta nên suy nghĩ lại, cái tình thương của mình làm sao nó có trí tuệ. Bây giờ có một cái bà già bên hộ pháp, con bà bỏ bà, mà bây giờ bà nhớ con bà đến mức mà bà ốm ho gầy mọt sơ xác. Thì mấy cái người vậy là đa phần là đâu có biết Phật Pháp, thì bỏ đại vô, thì bây giờ vô chùa thì cứ ngồi nghiêu ngao vậy thôi. Thì quý vị coi đâu có biết Phật Pháp như những bà già tiếp nhận Phật Pháp. Thì quý vị coi bây giờ sơ xác ốm ho gầy mọt. Hồi sáng như Đức tặng cái khăn tròn lên cổ cho khóc hu 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 hu. Hỏi ủa tặng khăn bà cũng khóc nữa. Sao bà khóc? Nhớ con quá. Khóc hu 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 vậy đó. Nè. Có những con người chúng ta sống trong cuộc đời này nó lạ lắm quý vị. Khổ quá cũng khóc, mà được hưởng chút cũng khóc. Có những người không quá khổ, chưa bao giờ được bưng một cái tô đồ ăn mà ngon lên ăn. Nhưng mà lúc nào mà có một tô đồ ăn ngon bưng lên ăn thì lại rơi nước mắt. Tủi thân. Bây giờ tại sao được hưởng gì? Du duyên gì đâu. Biết cái cuộc đời gì đó mà kỳ cục. Không có biết niềm vui là gì hết quý vị ơi. Không, nói thật sự chứ tôi nói. Từ khi mà tôi được sinh ra đời tới bây giờ, nói thì cuộc đời tôi gian nan đủ chuyện. Nhưng mà để nói là nội tâm tôi khổ thì tôi chưa từng thấy, tôi biết tôi khổ cái gì. Ví dụ như hồi đó tôi đi giăng câu, giăng lưới, móc lúa, móc đậu. Thì tôi cũng chơi, chạy, nhảy, rồi tôi dùng mọi cách thủ đoạn để tôi kiếm lúa, kiếm đậu. Khổ gì? Tôi thấy móc lúa, từng bông lúa lâu quá, tôi đi móc ở trong xa suốt. Không biết cái gì mà khổ luôn nữa. Cái gì mà khổ luôn nữa quý vị. Nè, còn đi tỉa đậu thì lãnh công. Lãnh công tỉa thì lựa mấy cái người giỏi giỏi đi cùng tỉa, mà toàn là lựa mấy nhỏ gái trẻ trẻ đi đi chung. Tôi thấy tôi không biết khổ cái gì luôn nữa. Thì môn nào chơi tôi cũng lựa vậy đó để vui. Rồi khi mà tôi đi đồ lậu, hồi xưa đi đồ lậu, đi đường lậu á, thì đi quý vị biết từ trên miên đồ đi xuống, rồi hoặc là từ bên Kinh Sáng đi qua Tân Châu Đốc, chạy xe chở đường đi, đi lậu quý vị. Rồi thuốc thì băng vô người, đi thêm. Thì quý vị biết rằng đi xong rồi thì dọc đường vừa chạy chở đường, mà vừa kiếm em nào chạy chung, vừa chạy vừa nói chuyện. Tôi thấy tôi có biết khổ cái gì luôn nè.
Rồi xong rồi bán đường xong hết trơn thì kiếm quán cà phê nào ngồi nghiêu ngao chớ, rồi nói chuyện đồ chớ, hoặc là chạy tới đoạn nào mà vắng vắng thì cái rủ em vô trong bụi chuối ngồi chớ. Thì bây giờ mệt quá, nóng quá, giờ chạy dọc đường xa mà không có quán xá gì hết, nói thôi giờ ngừng xe lại, mua vài cái bánh ngồi đây, ngồi ngay cái vườn chuối này chơi cho nó mát, thấy chưa? Thấy rằng là không biết khổ cái gì nữa. Rồi xong thấy ở dưới quê chỉ có nhiêu đó dòng vô, rồi cuối cùng đi đường bị bắt hết trơn, cục dốt. Rồi xong rồi lúc đó tôi nói thôi bây giờ kiếm đường đi, dọn thành phố. Lên thành phố, tôi lang thang thành phố, tôi thấy tôi không biết khổ cái gì trên đó nữa. Thì làm thì phải cực, nhưng mà cái nội tâm thì không có khổ. Rồi xong rồi lúc làm chưa có tiền thì biết an phận. Khi có tiền chút bắt đầu tôi đi chơi, tôi xài. Tôi cũng muốn làm người giàu, tôi cũng muốn xa xỉn này kia. Thí dụ như mà lúc mà tôi có tiền chút á, thì tôi lỡ cái tiệm tóc cao cấp nghe, kỳ cục vậy đó. Có tiền chút là tôi bận đồ được được liền, kỳ cục vậy. Có tiền là tôi bận đồ được được. Tôi vô cái tiệm tóc cao cấp, kêu mấy em cắt tóc mấy xa đồ cho anh, mấy xa đồ ngon lành nó bon nghe. Nhưng mà lúc nào tiền đến tôi lỡ cái tiệm tóc chung chung tôi hơn. Mà mấy em đó thì chân ngắn một chút. tôi biết hưởng thụ mà. Bữa nào mà tôi không có tiền thì tôi lỡ quán cóc ngoài đường. Cái thứ nào tôi cũng đến được chứ. Có tiền thì chơi có tiền, mà không có tiền chơi không có tiền. Ít tiền qua tôi lỡ cái quán mà ngoài đường á, mà cái kiểu mà hớt dạo, mà che cái máy ra đó. Lâu lâu công an vượt thì chạy. Có khi mà đang hớt tóc mà công an vượt mình cũng chạy luôn. Có lần hớt tóc, công an nó vượt cái thằng tiệm hớt tóc, nó dọn đồ mình dọn phụ nó. Cuối cùng công an nó tưởng đâu là mình hớt tóc, nó cũng vượt mình luôn, hai thằng tóc chạy. Cái thằng hớt tóc nó, ủa anh hớt tóc mà có gì đâu chạy. Nó thấy công an vượt mày tao cũng sợ tôi chạy theo. Ôi trời ơi, thì hớt tóc mà công an vượt cái thằng hớt tóc, tại vì nó chiếm lề đường nó hết. Còn mình đi hớt tóc ai đâu bác, mình chạy theo nó. Nhưng mà thật sự trong tâm mình á, mình nói kệ đi, mình chạy theo nó biết đâu nó tội nghiệp, nó hớt giùm khỏi lấy tiền. Mình chạy theo luôn, cuối cùng lỡ đằng kia nó hớt xong nó nói thôi anh em nhau khỏi lấy tiền. Vậy mà từ đó sao quen quý vị, mỗi lần mà mình kẹt tiền là mình đi lỡ nó hớt không. Do công an vượt mình mà mình được quen bạn hớt tóc. Mà lâu lâu mà mình kẹt tiền là mình lỡ nó hớt giùm, còn có tiền là đi lỡ tiệm xịt kiểu sao. Mình vậy kỳ cục vậy đó. Nên quý vị biết rằng là hồi đó nhà Đức ngoài đời mà có tiền là nhịn mặt dễ biết lắm. Nhà Đức rằng có tiền là dễ biết lắm. Chàng ô nhà Đức có tiền là bắt đầu này nhà Đức nhắn tin tá lạ bình đi. Bạn bè nhắn tin rồi điện thoại rồi kích, bạn chỉ cần nhá cái thì gọi lại, nhá gọi liền. Còn không có tiền nó nhá vì khô máu thôi cũng gọi. Giờ có tiền mà nhá máy gọi lại làm gì? Còn mà mình mà có tiền là bạn bè dễ biết, nó chỉ cần nhá máy nhẹ cái thôi, vừa nhá cái thôi là gọi lại liền. Kỳ cục vậy đó. Hiểu không? Gọi là xài hết tiền là gọi là không dám gọi cho ai. Nằm giàu giàu trong nhà, cứ nằm trong chỗ làm việc cứ đi lang thang vòng vòng, hoặc ra cái dầu ngồi nghiêu ngao. Có tiền thì đi lỡ chỗ này chỗ kia, quán cà phê đồ, ngắm các em đồ chơi, ngắm trực tiếp. Còn không có tiền thì ra cái dầu ngồi ngắm gián tiếp, là chạy qua chạy lại ngắm chơi vậy đó, được không? Ngắm chùa thành phố nhiều mà quý vị. Nó nên nhờ vậy đó mà để ý biết được nhiều dạng dáng dốc, nên giờ đi tu cũng kinh nghiệm được nhiều. Nên chia sẻ Phật pháp nó cũng phong phú quý vị, nhờ mình tìm hiểu nhiều thứ quá. Chứ nếu như mà lúa không biết cái gì chắc cũng nói khô khan cằn cỗi, nói trên trời dưới đất không, quý vị nghe chắc bị chói cũng không tới luôn. Nên những gì những Đức nói là những gì những Đức đã làm qua, nói là những gì đã làm qua. Không những Đức trên phố ngày xưa những Đức chơi nhiều nhiều thể loại lắm đó nghe, chứ không có giỡn đâu. Thấy người ta đi học võ cũng ba vô học nữa. Thấy người ta mới vô học võ người ta quýnh bao á, quýnh bịch, mình cũng đeo cái bóp bự vô mình quýnh giọng bịch, nó dội vô mặt xem chút. Gãy găng người chè cứ là chè, nó tưởng nó quýnh ngon, thấy nó quýnh cũng thủ rồi quýnh kịch.
nó thấy người ta đi tập tạ, nhào vô tập tạ. Chàng ơi đã lùng rồi mà tập tạ cho nó lùng thì kỳ cục vậy đó. Bây giờ quý vị coi trong bếp nấu ăn á, trong bếp nấu ăn bị biết nó đi tới đi lui cỡ nào chưa, đi tới đi lui nó mỏi chân cỡ nào, đứng suốt vậy đó. Vậy mà sáng thức sớm đi tập thể dục bằng quần đùi, mang dài, mang vớ trắng, bằng áo thun, đội nón, vì làm y gan ta trên thành phố á, rồi chạy không biết chạy đi tìm cái gì luôn. Người ta thì tập thể dục có bài bản tập cho khỏe, còn mình tập thể dục mà chạy, rồi chạy gì nè. Kiếm con gái. Ừ, cái này là nói thiệt, chạy tập thể dục mà kiếm con gái vô duyên vô dụng. Ừ, nên ta bị coi á, từ nơi đó mà ưa làm theo, thấy người ta sang sang làm mà làm theo nó, nên bị dưới quê lên á, thấy người ta cái gì thấy người ta sang sang là học theo. Nó quý vị biết cái gì tiền nhiêu xài trên, nó thấy người ta vô quán cà phê ngồi chéo ngoảnh thì sao, thấy thầy cái tướng này ngồi sang nè, ngồi theo cái tướng này, thấy người ta lắc chân cũng lắc theo. Vô duyên gì đâu, quá kỳ cục, quá trời vô duyên. Không biết hút thuốc mà thấy người ta cầm điếu thuốc người ta hút, uống cà phê hút thuốc, mà mấy kiến đen mua đại mấy kiến, mà mấy kiến giờ không có không thấy đường, đeo vô là không thấy cái gì chứ. Cái lỗ mũi thì bự quá, thì đeo vô xong bây giờ mà muốn nhìn mấy em bán cà phê thì mỗi lần đeo vô thì gịch cái mắt kiến ra tút cái đau chót mũi vậy nè, rồi mỗi lần nhìn là gì nè. Rồi đi vô quán cà phê thì thấy người ta cầm báo coi như trí thức, mình nói thôi kệ mua đại nó tờ báo mà không có coi, coi hình không à. Báo của thằng là coi hình, coi lạc lia lịa coi hình mà, thì coi thấy không, mình nghĩ là cái cuộc đời mình nó mắc cười gì đâu, quá trời mắc cười luôn. Giờ học Phật mình nó thấy mình mắc cười thiệt luôn, nên mới nói rằng là nếu mà nói gì khổ tâm á, ôi những đứa con biết khổ tâm là sao khổ tâm đó. À, tới bây giờ những đứa đi tu luôn, thì khi những đứa đi vô chùa tu thì đi tu nó còn thoải mái hơn nữa. Tại vì sao? Vì mình làm trong chùa thôi, mình khỏi cần bận tâm cái chuyện ăn dọn đi chơi, thấy không? Bắt đầu là vô chùa thì lo cho chúng trong chùa, rồi làm việc thì làm việc thôi, săn xí thì săn xí thôi. Những đức thì được con cái, săn thì săn, chữ thì chữ, tu thì tu. Có nhiều người ta trong chùa ta nói nè, thầy ơi con niệm Phật niệm không vô. Nhưng nói ủa sao cái cảm giác niệm Phật không vô nè, như tôi không hiểu nha. Tại vì sao? Tôi thấy tôi tu mười mấy năm nay có bao giờ mà tôi nói niệm Phật không vô đâu, chỉ có là không nhớ Phật không niệm thôi chứ. Mày nhớ thì niệm cái gì mà vô không vô, niệm Phật mà nói niệm không vô không biết là cái gì luôn nữa. Làm như ăn vậy mà nuốt không vô, thì niệm Phật đi, Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật cái gì mà không vô. Quý vị thấy có cái gì mà không vô không? Thì coi nó kỳ cục với quý vị. Mà có nhiều người ta nói niệm Phật không vô nghe quý vị, sao kỳ cục? À thì ra là cái bệnh của người niệm Phật không vô là bệnh gì biết không? Là cái bệnh mình muốn dẹp hết những cái vọng tưởng bao vây xung quanh, dẹp hết đi để rồi mình niệm cho nó thanh tịnh tâm. Nên họ niệm mà lại có nhiều vọng tưởng nên họ không vừa bụng. Từ nơi đó mà họ phải tìm cách gì để niệm để thanh tịnh tâm, nên họ nói là niệm không vô. Xin thưa quý vị, những đức niệm Phật giết mà những đứa con không biết cái gì là vọng tưởng luôn, thì cứ niệm Phật thôi. Mình muốn nghĩ gì mình nghĩ đi, tại vì con người mình mà thường làm việc thì mình phải có cái nghĩ, làm thì không nghĩ sao làm. Thì lúc quý vị làm cái đó, dụ như những đức muốn lấy cái đồng hồ, thì cái tâm những đức là nó muốn lấy cái đồng hồ, thì nó là chủng tử, nó thành cái tâm lấy cái đồng hồ vậy thôi. Muốn bắt cái quạt thì cái tâm là muốn bắt cái quạt, thì nó sẽ làm bắt buộc cái tay mình đi bấm cái quạt. Nguyên lý nó là như vậy đấy. Thì bây giờ đó là gieo vô chủng tử hết trơn rồi. Thì lúc mình niệm Phật thì mình sẽ nghĩ mình lấy cái đồng hồ, mình bấm cái quạt, hay là chút mình sẽ đi ăn cơm, mình tự mình sẽ nghĩ vậy thôi à. Vậy thì lúc quý vị niệm Phật thì quý vị cứ niệm Phật, còn nó nghĩ vậy thì cái chuyện của nó, còn mình niệm Phật thì chuyện của mình, thì cứ niệm đi xong rồi. Nên á, mười mấy năm những đức đi tu á, sống gần với thầy 100% mấy vị trước ngôi tam bảo nói với vị nghe là những đức chưa từng bao giờ
hỏi thầy một câu gì mà những đức phước mắc. Không có gì phước mắc hết chứ. Cái này làm chưa được thì mai mốt làm. Còn cái nào làm được thì làm. Cái nào làm được thì làm, vậy thôi. Còn trong con đường tu thì những đức thấy không có gì phải phước mắc hết. Còn niệm Phật thì cứ niệm Phật thôi, chứ không có gì chứ. Niệm Phật thì cứ niệm Phật thôi. Đó. Nên á, hôm qua có một cô có gặp như đức, có nói thầy ơi, con có nhỏ em nó thích niệm Phật dữ lắm thầy ơi, thầy nó nghe thầy giảng nó mê, đừng có nói nó. Thầy biết rằng người ta nhắn tin điện thoại nó, người ta nhắn, người ta chữ, người ta nói này nói kia tùm lum, nói nó làm sao nó cũng a di đà phật, nó nhắn lại a di đà phật, nó nhắn lại. Con nói em đừng có làm gì, người ta chữ em thì em phải nói lý lẽ này kia, chứ em nhắn ai với đà phật lại vậy thì người ta phê phán Phật pháp làm sao. Vì con xin hỏi thầy, thầy giảng thầy nói cái đoạn này cho em con nó nghe, để kêu nó đừng có nhắn ai với đà phật. Cả chiếc điện thoại mà nhà đứa còn kêu người ta cài điệu nhạc chờ ai với đà phật. Tổ sư đã nói rồi, bao nhiêu lời tốt, bao nhiêu lời thiện cũng không bằng câu A Di Đà Phật. Bà làm đúng rồi. Người ta nói gì bà A Di Đà Phật. Người ta sân si, bà A Di Đà Phật. Người ta cái sân si thì bà A Di Đà Phật. 100% mới bị thí nghiệm thử. Cho hai người này chữ lột, vô cái phòng đóng lại đàng hoàng, bắt ghế cho nó ngồi, mình làm trọng tài ngồi chính giữa. Vì mình canh hai đứa sợ nó tức nó quýnh hay sao. Không được quyền bay qua quýnh, chỉ được quyền dùng miệng không dùng tay. Dùng miệng thì được, không dùng tay nghe chưa. Hiểu không? Hai đứa nó chữ, một đứa này thì chữ, đứa kia chữ hay không chuyện của đứa kia. Trong hai đứa chắc chắn phải có một đứa chữ. Nếu hai đứa niệm Phật hết thì không có phải gọi là cự lộn. Hai đứa này đi niệm Phật chứ không phải cự lộn. Nhưng hai đứa này đi chữ lộn, chúng ta sẽ cho hai đứa này để chữ lộn. Rồi chúng ta sẽ nói với một đứa là mày đừng chữ, nó chữ mày, mày niệm Phật. Hai đứa cứ chơi như vậy, đứa này chữ đứa kia niệm Phật, đứa này chữ đứa kia niệm Phật. 100% quý vị biết cái đứa chữ sẽ gục ngã tại chỗ. Đứa chữ gục ngã tại chỗ liền, 100% quý vị luôn. Mà sao quý vị vui kinh khủng luôn. Tại vì sao? Vì quý vị tích tụ cái năng lượng, và quý vị thấy cái tiếng chửi kia nó không có lọt vào tâm quý vị đi, tụ ở trong đó. Mà tụ là tụ có Phật hiệu. Thử đi, một đứa chửi, một đứa mà niệm Phật, bây giờ ai chửi Nhân Đức chơi với Nhân Đức nè. Vô trong phòng, ở đây nè, mấy người ở đây nè, ai muốn chửi vô phòng. Không, bữa nay mình xả giao luôn, cho phép. Mấy bà cứ dùng mọi cách, mấy bà chửi đi, tôi thì không ăn thua gì hết. Chửi mọi cách luôn, rồi tôi niệm Phật, mấy bà chửi. Hai người bắt ghế cho anh Viện làm trọng tài, ngồi trước giữa. Ví dụ như mà không niệm Phật thì gán chịu, nó dính miệng gán chịu. Nhưng mà trọng tài ngồi cũng niệm Phật, tùy trọng tài. Nhưng mà tôi niệm Phật, bà chửi đi. Quý vị coi, 100% quý vị coi cái tên chửi té cái rầm, vì nó mệt quá. Chịu nổi quý vị ơi, chữ nó mệt lắm. Sân si với chữ nó mệt lắm quý vị. Đó là cái không đơn giản đâu quý vị. Nếu mà ai nghe này mà hiểu thật sự mà nói, không ai đi làm cái chuyện này đâu quý vị. Chuyện này lộ vốn dữ lắm luôn á. Đó. Nên cái đặc biệt của quý vị, mà quý vị đụng những cái chuyện mà người ta chửi mắng quý vị mà quý vị niệm Phật được hay lắm. Những đức mà có người ta nói những đức câu, này nó chay rồi, nói gì nó chai rồi, nó sắp sửa bỏ tài đó, sắp bỏ tài. Tại vì thấy mình sao kỳ cục quá, nói gì nói mình vẫn làm chuyện của mình chứ làm sao, chứ không là làm chuyện của mày. Làm chuyện của tao chứ không là làm chuyện của mày, đúng không? Mỗi người có công việc làm, đúng không? Thí dụ như hai người, một người đẻ với một người không đẻ, kêu người đẻ làm chuyện người đẻ, người không đẻ kêu đẻ theo chi, đúng quý vị? Có gặn thì chẳng được, cũng có gì đâu ra. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ một bà bầu đang gặn đẻ, một cái đứa nó không có đẻ, tôi kêu mày gặn phụ tao đâu, không có, tao gặn.
Mình thì gặp cái đứa con rồi đó gặp gai cục gì không biết luôn. Cái này là cái nó kỳ cục với mày. Nên mỗi người có cái chuyện làm của mình. Thì kệ mình chọn việc gì làm đó là tùy mình. Nhưng mà theo những đức nghĩ thì mình nên chọn cái cuộc sống vui vẻ, cái cuộc sống an lạc. Còn những cái việc mà chướng tay gai mắt thì có khi mình cũng bực bội một chút, nhưng mà buông càng sớm càng tốt. Cho nên nếu nói mà không bực bội gì thì chúng ta chưa phải là Phật. Thấy không? Chưa phải là Phật. Chứ thật sự ai mà khen mình thì vui rồi. Cái ông đó nói thầy phải dạy Phật tử tu hành. Tu làm sao mà đối sự khen chê đừng bị ảnh hưởng, thì đó mới là công phu thật sự. Xong Nhị Đức nói cái mặt mày là cái mặt chó. Thầy sao thầy cho kỳ vậy thầy? Tự nhiên thầy chữ con kỳ con vậy thầy? Anh vừa mới nói mà. Anh vừa mới nói rõ ràng mà tự nhiên vậy. Phật tử làm sao mà vừa khen chê là phải giữ tâm bình thản. Giờ trước nhất chữ anh cái tôi coi sao. Bây giờ con gì giờ con chữ là thầy sao? Chữ tôi bực bội á. Bội á, có giỡn đâu. Tôi chấp nhận bực bội đó. Cái chữ tôi mà tôi tức mà ngay mặt tôi chừng tôi giọng anh cái đó. Thì anh chịu nghe chưa? Tôi báo trước cho biết. Tôi còn là phàm phu mà. Thấy không? Xong rồi Đức nói với anh câu, Đức nói anh đừng có nói gì, cái đó cao quá. Sống mà để nổi mà như như bất động vậy là khó chứ lắm. Thật sự mà nói cả Phật Bồ Tát nếu thể hiện trong hoàn cảnh nhân sinh, có những cái Phật Bồ Tát cũng phải thể hiện giống nhân sinh một chút. Mình mà làm gì người ta theo mình không có nổi. Nên bản thân của mình có những lúc mình phải làm sao hạ cánh xuống để cho người khác người ta bước lên. Mình vậy mình mới từ bi chứ. Anh nói mà Phật tử mà cuộc sống cơm ăn áo bận đủ chuyện phiền não, chỉ cần thu phục được phiền não hoặc phiền não một chút buông ra, đó cũng là điều cũng mừng lắm rồi. Còn giờ anh nói khen chê như như bất động. Bây giờ những đứa hỏi anh, bây giờ người ta khen tôi không lấy cái mặt tôi, người ta chê cái mặt tôi cũng gì, thì bây giờ cảm giác gì đi đến với anh, đúng không? Bây giờ con người nó phải có cái động. Ví dụ như anh khen tôi, anh chê tôi, đó là cũng là cái động rồi còn gì. Là sống trong cái cảnh động mà cái anh kêu như như bất động là sao? Như như bất động thì chết đi, thì nằm im gu. Anh vừa nói xong chữ anh một phát, anh cảm giác làm sao nữa? Đúng là con không kìm được tâm con. Nếu là người bình thường con quýnh. Thấy chưa? Anh thấy chưa? Nó không có đơn giản như anh nghĩ đâu. Nói thì dễ, nhưng làm là cả vấn đề. Nó vừa nói phát âm chữ liền tại chỗ luôn. Nó giống như ngài Hư Văn, thấy chưa? Nó ông quan lỡ hỏi, bây giờ ngài thường giảng thiên đường mà địa ngục, ông nói thiên đường mà địa ngục cho tôi nghe, vừa bụng thì không giết, không vừa bụng thì chặt đầu ông, nghe không? Thì ngài Hư Văn vừa nghe ông quan nói xong, ngài Hư Văn ngài nói mày là cái thằng quan tham ô. Cái thằng quan gì chữ tá lạ mình rút kiếm ra giết. Xong vừa nói xong đó là địa ngục. Ông quan dịu cái tâm xuống liền. Vừa dịu cái tâm xuống thì ngài Hư Văn ngài nói đây là thiên đàng. Ghê không? Ông quan ông chấp nhận liền, ông nói đúng giảng thiên đường địa ngục rất là gọn, không bài vẽ gì hết chứ, mà rất phù hợp. Nãy tôi vừa nghe chữ tôi sân si rút kiếm là địa ngục. Xong vừa phát âm địa ngục một phát, nghĩ lại địa ngục rồi, bây giờ dịu cái tâm xuống, hạ cái tâm xuống là thiên đàng. Thấy chưa? Đó cũng là giác ngộ cao rồi đó quý vị. Chứ gặp mà người mà nó giác ngộ kém quá, mình vừa chữ nó cái nó rút kiếm nó chém mình phát, mình chưa nói tới thiên đàng là mình đứt cái đầu mất tiêu. Hiểu không? Bởi vì mình mà mình muốn thử thách mà chữ ai mà đưa cái mỏ xa xa ra. Cái bữa đó Như Đức ngồi gần thằng đó vừa nói gì xong chữ đó mà Như Đức đưa cái mỏ xa ra ngu vậy, đưa cái mặt gần. Cái mặt gần mình chưa nói câu thứ hai nó quất một cái chảy máu cam, thì lúc đó chúng ta cũng dính kèo rồi, đúng không? Sao bây giờ? Nên mình muốn chửi ai phải đưa cái mặt xa xa, đứng xa xa ra. Thấy không? Có gì mình còn có cửa né. Hiểu không?
Nó nên quý vị ơi, đừng có nói cái chuyện xa vời quá, chúng ta đâu có làm được đâu. Cái đơn giản nhất nè, mỗi ngày sân si thì biết mình sân si, vui vẻ thì biết mình vui vẻ, sân si kiểm lại thấy nó khó chịu thì điều chỉnh nó lại đi. Chứ bây giờ nó không tối buồn vui như như bất động thôi như có cửa đó đâu, như không làm được đâu, đúng không? Đó thì những điều nhà Đức chia sẻ, bị nghe bị thấy bị làm được. Quý vị vui hay bị sân si gì cũng vậy, nhưng nếu quý vị là người tín nguyện niệm Phật thì Phật vẫn rước quý vị. Quý vị sân si dữ lắm, khó tính lắm, nhưng mà trong tâm quý vị nói rằng niệm Phật là tốt nhất, con phải niệm Phật. Phật đó là Phật, con sân si nhưng con phải niệm Phật, con phải niệm Phật, con còn sân si, con còn tham lam, con còn ham tùm lum, nhưng mà đối với Phật là con muốn niệm Phật, con muốn về cực lạc. Thấy không? Cái tâm muốn về cực lạc này nó mạnh đến mức cực điểm luôn. Rồi đối với những cái tâm kia chúng ta không cần dẹp, nhưng mà những cái tâm kia nó bị lạc bớt đi, thì cái nào mạnh thì cái đó thành công. Bây giờ những Đức nói với vị nghe nghe, quý vị đang niệm Phật nè, quý vị niệm Phật mỗi ngày, quý vị với tham sân si giống như cùng đua, chạy đua vậy. Thằng nào chạy qua mặt thì nó thắng, hiểu không? Bây giờ mình không dám nói Phật là thằng, mà mình nói thằng nào chạy qua mặt thì nó thắng thôi. Không, thằng tao thì sân si, thằng nào chạy qua mặt thì quý vị thắng. Còn nếu như Phật chạy qua mặt thì Phật thắng. Phật thì không có chạy, nhưng mà mình học Phật, cái tâm mình á hướng đến Phật mạnh thì mình thắng. Còn mình hướng với tham sân si mạnh thì mình đi theo tham sân si. Quý vị chọn đi, tùy quý vị thôi. Nếu tham á thì chúng ta đi vào loài ngạ quỷ. Nếu quý vị thích làm quỷ thì quý vị cứ tham cho mạnh. Nếu quý vị muốn đi xuống dưới địa ngục chơi thì quý vị săn hẳn cho mạnh. Còn quý vị muốn đi vào súc sanh chơi thì quý vị ngu si cho mạnh. Còn nếu quý vị muốn đi về cực lạc thì quý vị niệm Phật cho mạnh. Đúng không? Đó, niệm Phật cho mạnh thôi. Nên quý vị à, Phật pháp nó có cái sự lý giải xác thực. Người ta khuyên mình này kia, mình không phải chối bỏ cái tâm người ta, nhưng mình phải lý giải để cho nhiều người hiểu hơn nữa. Đó, như Đức nói vậy cho vị nghe đó, rất là thoải mái. Nhưng mà mỗi cái người ta nhắc nhở mình đều có cái hay, mình tự hạ cánh một chút. Những cái gì mình quá hô hà thì mình hạ lại một chút đi. Nói ti ti rằng là ví dụ như mình quá quý thầy, nhưng mà mình cũng hạ cánh một chút, mình đừng có làm quá. Mình làm quá giết á, coi chừng ta đá mình. Hiểu chưa? Làm quá là không có được, vừa vừa thôi. Lâu lâu đưa hình đồ vui cái thôi, chứ đừng có làm hoài. Làm hoài có nhiều người ta càng bực bội mình thêm. Và thật sự người ta bực bội cũng tội nghiệp người ta. Nên từ nơi đó mà mình cũng tội nghiệp người ta, nên mình cũng hạ cánh nhẹ nhẹ một chút. Miễn sao thầy trò mình hiểu được rồi. Được. Vậy là quá được rồi quý vị. Chứ nhà Đức thì không có cấm cản quý vị gì chân á. Theo nhà Đức thấy thì mình đâu có làm gì mà sai phạm với xã hội đất nước gì đâu. Mình làm cho vui vậy thôi mà cái gì đâu. Nên á, chứ một nữa, ngồi cái giờ này á mà không vui nghe pháp không có được. Không cảm đi. Mấy cái người á, mà quý vị có đủ bản lãnh mà định trong mọi mặt á, thì quý vị ngồi đâu thì cũng định. Còn ở đây người ta không có định. Không, ở đây nó ngủ để cho nó động một chút để nó thức. Chứ bây giờ từ ở nhà chạy xe tới đây cũng tốn xăng, rồi có nhiều người thì mua vé xe bỏ công ăn việc làm, có khi đi mà còn mấy ngày phải tính toán rồi lo chuyện ở nhà, rồi tối có nói chuyện với chồng nữa, rồi cũng xã giao này kia, rồi xong nó mới cho đi. Vậy mà đi đến đây mà ngồi ngủ thì ý nghĩ gì? Mà từ vui mới bảo có được đi đến đây. Nó có khi mà nhiều bà hồi tối cũng gặp chồng nói chuyện dữ lắm á, rồi á khen anh yêu. Anh mà cho em đi chùa là anh là số 1, em yêu anh nhiều nhất. Thấy chưa, nói đủ chuyện hết trơn à. Mà đi này kia đồ nói chuyện dữ lắm, có nhiều bà cũng bằng vậy đó. Rồi giặt đồ ủi đồ cho ổng mấy ngày lễ đàng hoàng, sắp xếp đồ này kia rồi chuẩn bị dầu thơm
rồi này kia tùm lum, rồi nấu ăn có khi nấu trước nữa để mấy món đồ ăn cho ổng nhà ổng ăn nữa chứ. Nó tính đủ chuyện hết trơn á, rồi bữa nay ổng mới cho đi, mà đi đến đây mà ngồi ngủ thì giờ đi đây làm gì? Coi đúng không? Mà gặp mà đi đến đây mà ông thầy nói chuyện nhỏ nhẹ là ngủ á. Nói nhỏ nhẹ mà ru là ngủ. Thấy không? Mình ru là ngủ, chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà ngủ thì không có nghe, mà không có nghe thì không lợi ích. Đúng không? Thấy chưa? À, nên có cái ông đó ông nói: thầy ơi, thầy giảng pháp thì rất là hay, nhưng thầy cười vừa vừa thôi. Cái mệt cái ghê. Thấy không? Bây giờ là tôi cười vừa vừa là tôi bị ép hơ. Tôi bị ép hơ đó chứ, hiểu không? Bây giờ tôi cười làm sao cho nó bốc hơ lên. Bây giờ quý vị coi á, cái bụng nó to quá. Bà kêu cười mình ép hơ lên nó nổ bụng chết mồ luôn. Thôi thông cảm, để cho tôi cười cho nó hết ga. Đã cười thì cười cho nó hết ga, còn khóc thì gốc khóc cho nó hết ga đi. Ví dụ như quý vị buồn cái gì thà bị khóc một phát một đi, rồi bị nín. Chứ quý vị đừng có ngồi đó bị khóc từ từ ru đai. Thì khóc từ ru đai từ từ ai chịu nổi. Nhà Đức hỏi quý vị nè, thà quý vị buồn quý vị khóc, quý vị kiếp chỗ nào quý vị ngồi quý vị khóc một phát đi. Khóc cho nó sạch nước mắt đi. Khóc xong quý vị còn miếng nước mắt nào không? Quý vị còn không, rồi quý vị tưởng tượng đến cái đoạn mà khổ đau xa cách đó đó. Khóc tiếp tục nữa. Khóc cho nó sạch nước mắt luôn, quý vị hỏi nước mắt còn không? Còn hả? Tiếp tục mình nghĩ tới cái chuyện khổ đau đó khóc nữa. Khóc cho sạch nước mắt luôn. Xong mình lau mặt lau mày rửa mặt mày xong hết trơn mình về. Mình nghĩ khóc. Chứ ai kêu quý vị ngồi đó. Thì cứ làm gì của ai, ai chịu nổi. Đúng không? Khóc thì cũng khóc cho nó tới bờ tới bến luôn. Con cư thì cũng cười cho tới bến tới bờ. Thấy chưa? Ừ. Cười thì coi ha ha lên chứ. Hỏi giờ những đứa cười sao chú có thể bình luận. Thì ông nói là thầy cười dữ quá. Cười gì đâu mà răng đồ đưa ra hết. Nói trời ơi tôi hô mà. Tôi có nói tôi gì đâu, tôi xưa giờ tôi nói tôi hô mà. Người ta đã nói là người ta mô mà. Thấy không? Đã là hô mà bây giờ cười mà không đưa răng ra sao được? Thưa quý vị, không có một cái lực pháp nào nói rằng hô không được cười thả ra. Nên tôi có quyền cười thả ra, không có gì đâu quý vị. Ai cũng có quyền được cười hết trơn á, dù có gắn hay không có gắn gì cũng có quyền cười. Thưa quý vị coi, cười mà cũng kêu cười từ từ. Nói cười từ từ chứ ạ? Nên là cười từ từ nó có cái quan nghi. Nên tôi không có quan nghi. Thôi để cho tôi cười thả ra đi. Nghe chưa? Cười mà cũng bắt bẻ nữa. Mai mốt tôi khóc chứ cũng bắt bẻ nữa quá. Hiểu không? Để cho người ta cười đi. Cười thoải mái đi. Bộ mình cười không được mình tức sao? À! Ngộ thấy ghê vậy đó chị. Thì thấy trong cuộc đời này cái gì cũng có thể nói được quý vị. À, cười mà nói cười chứ mà cười dữ gì. Nghe pháp mà làm gì cười dữ gì. Thì bà nghe pháp mới bà cười, bà mới đi đến đây nghe pháp. Chứ bây giờ nhà Đức nói bây giờ từng nào mấy cô lại đây nghe pháp mà bà nào nghe xong mà mặt cũng nãy vô nghe pháp thì bà đầu nãy chảy tóc ngon lành luôn, mặt mày có nhiều bà tha son nữa. Nghe pháp mà có nhiều người nói thầy dặn Phật tử đi là chùa đừng tha son. Cái chuyện tha son là chuyện của họ chứ. Thầy ơi thầy, có nhiều người đi đến chùa thầy đừng có cho xịt dầu thơm đấy. Xịt dầu thơm có chuyện của người ta. Lãng nhát. Bọn mình không có dầu thơm xịt mình tức. Người ta muốn tha son, người ta muốn ăn diện gì kệ, người ta tu hành là ngay cái tâm thôi. Còn người ta đi chùa thì coi đẹp đẹp một chút thì người ta mới đi chùa. Đi chùa vô chùa mà tóc tai bùm xùm hết trơn rồi. Rồi không tắm, không giặt đồ gì hết trơn. Buông xả kiểu đó chắc thôi, không ai dám đi chùa. Kệ người ta.
Người ta đi chùa, người ta đánh kem, người ta son, người ta trang điểm, sao chuyện của người ta. Miễn người ta vô chùa, người ta nghe pháp, người ta niệm Phật là được rồi. Thấy không? Ta xịt dầu thơm gì kể người ta. Thấy không? Nó, chắc họ chấp nặng vào cái việc mà bác quan trai giới quý vị. Khi đi tu bác quan trai giới đó. Thì cái đó thì mỗi nơi có cái quy tắc của người ta. Người ta vô bác quan trai giới thì người ta thấy quy tắc đó. Còn cái này là người ta đang tu phổ thông. Phổ thông không? Quý vị coi bác quan trai giới bao nhiêu người tu. Còn phổ thông quý vị coi bao nhiêu người tu. Phổ thông thì đông người. Mà đã là đông người thì đông tính. Đông tính thì chúng ta cho phổ thông. Thì từ nơi đó Phật tử vậy người ta mới về chùa, người ta tu, người ta cảm thấy một ngày an lạc. Còn bác quan trai giới là quý vị khuôn khép quý vị vào một cái quy tắc, để quý vị thấy được cái quy tắc của giới luật như thế nào. Trong những ngày quý vị ở trong đó tu, quý vị không tha son, không đánh kem, không nhiều thôi, không xịt dầu thơm. Đó, thì cái đó là thí dụ như mình giống như giữ thân mình thanh tịnh hoàn toàn, không có cái việc mà ăn diện cái này cái lè loẹt ở trong cái giới luật của Phật. Biết vì sao? Vì cái giới luật của Phật là đẹp nhất, không có cái vẻ đẹp nào mà so sánh với cái giới luật của Phật. Nên đối với cái giới luật của Phật ta lép hoàn toàn, nên không có muốn ăn diện gì trước cái giới luật của Phật. Muốn đem cái thân tâm của mình để mà trì những cái giới của Phật đưa ra, đó là người ta nghĩ tâm cung kính. Thấy không? Đó, phải nhớ nghe. Còn cái này là phổ thông. Phổ thông là có nghĩa là mỗi người đều ngồi đây tu được. Nên ai có kem thì đánh kem, ai có phấn thì đánh phấn, ai có dầu thơm thì xịt dầu thơm, ai không có thì thôi. Ai kẹp tóc kiểu nào thì kệ người ta, ai uống tóc gì thì kệ người ta, ai mang kiến thì kệ người ta, ai không mang kiến thì thôi. Ai mang dép lào, ai muốn mang guốc cao gì chuyện của người ta. Miễn làm sao người ta vô, người ta ngồi nghe pháp đàng hoàng. Được rồi. Đúng quý vị. Còn bây giờ nói đi đến chùa mà làm gì vậy, tội, tội gì người ta nghĩ đi đến chùa. Người ta ở nhà người ta còn tội ác hơn. Nên Phật đâu có bắt buộc mà hoặc là Phật khó khăn với Phật tử như vậy đâu. Phật từ bi, thấy cái chúng sanh nào bước đến chùa là Phật đã thấy thương rồi. Tại vì sao? Vì thấy nó quay đầu giác ngộ hướng về Tam Bảo. Thì cho nó cơ hội từ từ để sửa đổi lỗi lầm. Nó chứ bây giờ mình khó quá người ta không dám đi đến chùa. Mà quý vị biết rằng á, lúc trước mà bên hộ pháp chưa nào cũng có khoảng 15 đứa gái. Nó bận riết ngắn ngủ. Nó vô nó lễ Phật chứ gì chứ á. Tại vì nó làm công ty. Đồng phục, bây giờ kêu nó đi thay đồ thì có thời gian đâu. Nó rảnh một chút, nó qua lễ Phật một chút vậy đó. Nó gặp những đức, nó dạ thưa thầy, chúng con bận đồng phục rất là ngắn, nên đi qua đây lễ Phật, xin hỏi thầy qua đây lễ được không? Vì nó được sao không được. Lễ Phật là việc của cô. Chứ cái chuyện của Phật thì tâm thanh tịnh, Phật có nghĩ gì đâu. Chỉ có những đức nhìn chơi một chút thôi. Là chuyện này chuyện của những đức. Ai mượn cô bận đồ ngắn thì những đức nhìn chứ giờ có mắt không nhìn làm gì. Không nhìn mà tâm nghĩ cũng vậy thôi. Thà nhìn đại phước cho rồi xong buông xuống. Cô chấp nhận điều này không? Nói con chấp nhận cách nói của thầy á nghe. Mà thật sự với thầy con bận đồ con cũng thích nên nhìn nữa thầy ơi. Mà nhất là tu mà còn nhìn con có nghĩa là con bận đồ đẹp đúng không thầy? Đúng, đồ đẹp thiệt. Thấy không? Được. Vậy cô vô cái lễ Phật bình thường. Bà lễ đâu, nguyên cái vàng nó lễ đâu cả tháng. Tu tập ngày nào cũng vô lễ Phật chút đi gì. Gánh chút vô lễ Phật đi gì. Nghe không? Bữa đó gặp một bà già trong chùa. Hết thờ. Bởi vì kinh khủng không? Bà già trong chùa bà bước ra bà nói: mấy đứa bay là quỷ yêu nhìn về anh. Phá đường tăng. Bà già bà chửi cho con chập. Từ đó về sau nghỉ đi chùa luôn. Thấy tội lỗi chưa? Nó qua nó lễ Phật còn ngon hơn là nó không qua luôn. Đoạn duyên chúng sanh luôn thì thấy chưa? Nên tại sao mà chùa mình ta đi đến đông? Vì những đức tùy theo căn cơ mà những đức hướng dẫn. Hiểu từ từ thì tự làm theo cái lời dạy của mình. Mở tâm lượng ra. Này thấy không? Tại sao mà những đức càng tu càng vui quý vị? Vì như Đức đâu có buộc ai đâu mà như Đức nặng nề.
tự bản thân những đức, khéo léo với bản thân những đức, tự điều chỉnh cái tâm mình đi. Đừng tối ngày đi đi nhìn cái tâm người ta, đi buộc người ta mà bản thân mình quên mình. Con ngựa trong tâm mình nó nhảy tăng 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 tối ngày, mà mình đi kiếm con ngựa của người ta để mình buộc không à, dại quá. Con khỉ trong tâm mình nó có nhảy lang thang qua cành này qua cành nọ, tuổi thân con khỉ ở lùm, truyền qua truyền lỡ té ùm xuống sốc. Chưa thấy không? Nó mình tự buộc con khỉ trong tâm mình, con ngựa trong tâm mình lại đi. Nó mình tối ngày mình đi kiếm con ngựa con khỉ của người ta mà mình buộc chi, rồi bản thân mình tự tạo ra cái phiền tối cho lương tâm của mình. Nên hồi xưa bản thân những đức cũng chịu cái khổ đau này tối ngày. Những đức đi tìm kiếm ở trong chùa quản chúng ngày xưa trên kia là đi kìa tìm kiếm tối ngày, la lối sân si, cuối cùng mặt ốm nhơm nhá, còn 49 kia nhìn cái mặt không thấy cái mặt, thấy cái mỏ không, mặt thì mặt xương mà bây giờ còn 49 kia thì có thịt cái mặt đâu, cuối cùng cái mỏ bự ra 100% cái vị đa và cái người mà hô mà ốm lại là cái mỏ càng bự. Tại vì cái mỏ của mình á, cái miệng của mình nó là nằm, cái miệng của mình là cái cố định của nó, là nó nằm theo cái dành của nó là cố định. Còn mặt của mình á, thì thịt nhiều thịt ít thì nó thịt nhiều thì nó phù lên tròn, còn thịt ít thì nó ốp lại, nhưng mà cái mỏ mình vẫn giữ yên nguyên. Vì coi nếu bây giờ bị ốm ốm thì bây giờ cái mỏ nó yên nguyên, mà nhìn cái mỏ không thấy cái mặt, còn con mắt thì yên nguyên. Nó ốm rồi nó không có thịt thì mắt bự ra, lỗ mũi yên nguyên. Nếu như lỗ mũi mình nó bự gì là xương chậu lỗ mũi nó bự, mà bây giờ nó không có thịt thì mũi vẫn bự, mũi với mắt với miệng bự nhưng mặt không có thịt. Bị nhìn cái này dị hợm không, quá dị hợm luôn, nhìn giống như là người ngoài hành tinh. Nó mà hồi xưa trên đó nhà Đức ưa bản đồ nâu lắm, đồ nâu nâu hết luôn, đen thui, mặt đen, môi đen nữa. Mà ngày xưa môi đen hơn bây giờ. Nhưng có nhiều người gặp như Đức hỏi, ủa thà, chú sao chú đi tu mà môi chú đen gì? Như Đức nói sâm môi. Nên quý vị biết rằng là nó kỳ cục dữ lắm. Đó, đã thấy chưa? Sân si câu có đi nhìn ngó người này người kia, viết một cái mặt kỳ cục hơn cái gì. Bây giờ bị coi á, hình ảnh nha Đức chụp vì thấy bôi nào bị thấy cũng mắc cười. Những Đức phải mắc cười quý vị, vui những Đức mới chụp được những tấm hình vậy. Những cái tấm hình này ai mà nhìn thấy cũng mắc cười. Thấy không? Chứ ngày xưa đâu có chụp được mấy tấm hình này. Nó kỳ lắm, nó xấu lắm. Nó nói thiệt chứ, mà nói nghe nó thiệt với mấy cô chứ, xấu đến mức mà thật sự không có ai dám chiếm giải xấu. Mình đứng giải nhất quanh năm, tu với bà nói xấu đến mức mà mình đứng giải nhất quanh năm. Có nghĩa là tất cả người trong chùa 300 chú nghe những đức xấu nhất, giống như đứng đầu bảng xấu. Chưa bao giờ được đứng hàng thứ hai, thứ nhất không. Nó thì quý vị biết cỡ nào chưa, sân si mà ra. Nên tôi báo cáo cho những người sân si, những người mà tối ngày đi nhìn lỗi cái này người kia, bây giờ quý vị sẽ thấy quý vị xấu, sẽ xấu vô duyên vô dụng. Đi gái tôi ngày xưa luôn, xấu gì đâu mà được xấu giả man, hay chưa? Cẩn thận nghe. Nên nói cho mấy cô biết, mấy cô muốn đẹp thì mấy cô quan hỷ á, thì mấy cô đẹp dữ lắm. Thường vui thì quan hỷ thì đẹp, mà thêm nữa là sống thọ sống vui. Chứ nếu như mà mấy cô buồn dặn hẳn trách, mấy cô giết mấy cô như con khỉ khô 100% với mấy bà nào mà ghen nhiều là bà này xấu. Ăn không ngon ngủ quyên mà kêu đẹp sao đẹp được, ai mà mấy bà ghen chi. Mấy bà phá hoại cái nhan sắc của mấy bà, mấy bà ghen là mấy bà đang phá hoại cái nhan sắc của mấy bà. Mà mấy bà biết vì sao chồng mấy bà mà nó đi kiếm con nhỏ khác không? Là do mấy bà xấu. Mấy bà xấu. Mà khi mấy bà đã xấu rồi thì mấy bà thường nói chuyện thô. Nó lạ mấy bà để ý đi, khi bị xấu lại bị nói chuyện thô.
Tại vì sao? Mình nhìn cái mặt mình còn thấy cái gốc. Mình tức, nên cuối cùng mình thô luôn. Mình thô luôn. Còn nếu như mấy bà mà đẹp là mấy bà nói chuyện dịu dàng liền. Tại vì mình nhìn mình mà mình còn mê mình mà. Bây giờ công nhận, bây giờ tất cả các cô mà mấy cô khi mà nhìn vô gương mấy cô thấy, mấy cô coi được. Là mấy cô thấy như này. Ừ. Sao mấy cô phải nói rằng không? Mấy cô cho nói à mặt có được mà, có được mà, đâu có sao đâu. Mặt có được mà, mũi cũng cao. À, má tròn. Được. Không đến nỗi tệ. Từ nơi đó không có lo gì, không có lo gì chồng bỏ hết chứ. Thấy chưa, là thấy yên tâm. Còn gặp mà mình nhìn vô mình ơi. Bởi vì mặt này chồng bỏ phải. Mặt này chồng thế nào cũng bỏ. Nó đi cả ngày đây, nó chưa về, nó trời ơi. Nhìn cái mặt này là biết nó bỏ rồi. Nó đi cả ngày để chắc chắn kiếm con nào. Bắt đầu nổi máu ghen. Tại vì mình mắc sự tự tin vì mình quá, nên mình mới đi ghen. Chứ nếu như mình có sự tự tin vì mình không có ghen. Chứ mình tin là mình nói chuyện thu hút. Mình tin là mình nói chuyện ngọt ngào chồng thương. Mình tin là cái bộ mặt của mình chồng có thể còn thương được. Đó, mình có nhiều cái tự tin vậy thì mình sẽ luôn luôn nó không buồn. Còn nếu như mình nhìn mình mà còn nhìn mình còn thấy gớp thì ai mà thương mình nổi. Nên báo tin cho mấy cái người ghen, mấy cái bà mà ghen ở trong cái cuộc đời này, mấy bà đang tàn phá cái dung nhan của mấy bà. Bởi vì tôi nói những cái câu này cho nó nặng căng chứ, tàn phá dung nhan mấy bà. Cha mẹ cho cái thằng nuôi khôn lớn, vì mà mấy bà ghen tuông để tàn phá cái dung nhan của mấy bà. Phải không? Phải ghen là tàn phá dung nhan không? Mà ghen xong rồi chữ tầm bậy nữa, suy nghĩ tào lao, chữ tầm bậy, chữ chồng rồi chữ luôn con, chữ tứ tung lăng tan, chữ cha mẹ người ta luôn. Thấy chưa? Thì chỉ có một cái ghen thôi, mà ghen nó ghê lắm. Phụ nữ mà ghen rồi nó nổi máu, ghen lên rồi nó ghê lắm, nó phải đơn giản. Mấy vị nhớ câu chuyện ngày xưa như Đức kể chưa? Ghê quá. Bởi vì mấy cái ông này cẩn thận, lấy nhầm bà vợ mà nó ghen tuông rồi, mấy ông cẩn thận coi chừng. Chàng ô ông này, vợ ông ghen ổng. Bởi vì đàn bà ghê thiệt chứ, bà quá ghen rồi. Cuối cùng ông này đang nằm ngủ, bà chơi một cái cục, bà cầm bà liền xuống dưới hầm. Kinh chưa, câu chuyện đưa lên báo luôn quý vị ơi. Ghê quá quý vị ơi, là quý vị. Mấy bà chơi gì mà chơi ác. Hiểu không? Không phải của mình thì lại để của người ta. Ghê chưa mấy ông? Thấy chưa mấy bạn? Không phải đơn giản hết chưa? Bởi vì người xưa ta nói là ớt nào mà ớt chẳng cay, mà gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Thấy chưa? Nó không có ai mà chia sẻ tình cảm với ai được đó quý vị. Nên từ nơi đó mà đụng là nó ghen. Ghen ghê lắm. Bởi vì cẩn thận nha. Kiểu như mà mình đi đâu mà nó ghen gặp á. Mà bởi vì mình mà phụ nữ mình nói chuyện với chồng người ta, mình nói chuyện cẩn thận. Đừng có đứng mình lả lơ, mình nói chuyện, mình vỗ vai chồng người ta. Có khi không có chuyện gì mà vợ nó đã canh sẵn rồi, nó bưng tô nước xiết sẵn. Cuối cùng bản thân mình với chồng người ta đâu có gì đâu. Cuối cùng vẫn giỡn nói chuyện, bắt tay vỗ vai cái thôi. Vậy mà cuối cùng nó bưng nước xiết, nó tạt mình cái rồi xong luôn. Chung du diệm luôn. Thấy chưa? Tàn phai hương sắc. Hiểu không? Nó bây giờ những điều chia sẻ này mấy cô nhớ á. Khuyên tất cả những người phụ nữ nên giữ cái nhan sắc của mình bằng cách là vui vẻ. Nghe không? Nào, cái nào mà đã là của mình thì chạy chờ cũng không khỏi mình tay mình đâu. Cái nào mà đã không phải của mình, dù mình có buộc ràng đi chăng nữa nó cũng chạy mất tiêu. Ơ mà kỳ lạ, càng buộc ràng nữa nó càng chạy. À, càng buộc ràng nó càng chạy. Mà mình cũng đừng quá lơ là. Lơ là thì người ta lại đánh giá mình là hết thương người ta là sao. Nhưng mà thương phải có sự tin tưởng, mà tin tưởng thì cũng phải có sự nhắc nhở. Chứ đừng nên quá buộc ràng. Mình đừng có dùng cái cách buộc ràng để giữ người. Giữ người bằng cách buộc ràng người ta sẽ chạy được rồi là người ta hay không dám quay đầu lại. Nó sợ lắm. Nó sợ quá. Nên từ mình thương người ta cũng thương vừa vừa, đừng có thương quá. Thương quá cũng sợ nữa. Thương quá nó cũng sợ nữa quý vị. Nó có cái ông chồng này ông thương vợ mà vợ ông sợ.
Ông thương không tưởng tượng được. Ẩm ba đi tắm không? Thương đến mức này quá đáng quý vị. Còn ăn cơm là ổng đút cho bà ăn. Khi mà bà mang dép là ổng tháo dép ra. Rồi ổng lấy khăn lau chân cho bà. Giết rồi bà sợ. Bà đến bà gặp Nhân Đức, bà nói rằng thật sự chồng con thương con giết mà. Con thấy con giống như là một con người bại liệt vậy. Các vị thấy chưa? Thương mà giống như bại liệt vậy đó. Tại vì sao? Chân cẳng mà cũng lau. Bà nói thầy chân con lau được. Con đi tắm để kệ con đi tắm. Bây giờ ổng mà người con mà dơ, ổng lau mình cho con. Như con bé vậy đó. Thôi tình thương thì con thấy ớn quá thầy ơi. Nó nói, thương quá mà cũng sợ nữa hả? Mình tìm hiểu mình hỏi, tôi thương quá cũng sợ nữa hả? Sợ lắm. Thương vừa vừa thôi. Thương gì mà thương ghê gớm quá. Thấy chưa? Thương mà cũng bị thành ghê gớm. Nói vì thấy thương quá nó thành độc, vì thấy chưa? Nên từ nó đó thương nó phải đúng nơi đúng chỗ. Nó thương làm sao mà nó cảm giác mà thấy nó đúng chỗ đúng nơi rồi nó thích. Chứ ngoài ra mà mình thương quá đáng, người ta sợ á. Thành bó buộc. Nó bó buộc quá, con người người ta bị bó buộc hoài giết sao chịu nổi quý vị. Con người cũng có những lúc người ta cũng phải có hoàn cảnh của người ta chứ. Chứ lúc nào mà nói tình thương mà lúc nào cũng là cứ bên nhau hoài rồi con người sao làm việc được gì đấy. Rồi bây giờ mình nhìn ai cũng không được. Nó có nhiều bà ghen ác nhân ác đức lắm. Bà ghen đến mức mà chàng đó là chàng chỉ cần chồng mình nhìn ai một cái bà nói tao móc mắt bây giờ. Ghen đến mức vậy đó quý vị ơi. Ghen chỗ này là sợ lắm, đáng sợ. Nó nên báo tin cho những con người mà ghen này thế nào cũng mất chồng. Ghen kiểu này là mất chồng chắc chắn. Nên không có một phương pháp nào hay bằng phương pháp đó. Mình sống vui, sống tốt, sống thiện. Mình sống mình nghĩ đến người ta, nghĩ đến cha mẹ người ta. Đây là cái bảo vệ hạnh phúc có đạo đức. Chứ đừng bao giờ bảo vệ cái thân mà bản thân mình được hưởng rồi sợ mắc cái đó. Cái đó là mình bảo vệ không có phước. Nên mình mắc cái duyên, mắc hạnh phúc. Nhớ kỹ nghe. Bảo vệ hạnh phúc bằng cách là có đạo đức á. Thương chồng biết thương cha mẹ chồng, thương vợ biết thương cha mẹ vợ. Hai bên biết tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe nhau. Đó mới là một cái tình thương đi đến hạnh phúc. Tình thương đó mới đi đến hạnh phúc đó quý vị. Quý vị thấy cái bài học hôm nay không? Phương pháp sống thọ sống vui. Thấy nó đi vào cái bài giảng á. Hồi nãy giờ quý vị sống vui ha, nó vui nãy giờ. Đó. Nó giảng pháp cũng nhờ có mấy cô. Lâu mấy bà la là mình cũng tỉnh. Giảng mình không đơn giản. Giảng hai bài lượt. Bài câu ai bạc niệm đến cùng giảng xong. Bài quyết chí giảng có nhiều bữa. Buồn ngủ. Vì mới nấu ăn xong mệt. Thời tiết này nóng thì bị biết cái vô bếp mà như hôm qua chủ nhật á. Chiên 50kg sườn. Mọi bữa chiên xong á, là 8 giờ chiên thêm chập nó mới hết. 50kg sườn nhiều lắm quý vị ơi, xé cả một đống luôn. Tổng cộng là 22 thao. 22 thao bự vậy nè. Rồi gom vô hết luôn thành 3 cái thao. Chà bá vậy nè. Bự vậy đó. Mà chiên đứng chiên chút thì chiên hoài vậy đó. Nó đứng chiên từ 3 giờ rưỡi. Mà chiên cho tới 6 giờ. Đứng hoài trong lửa. Nóng. Nóng với khờ. Nóng xong mặt khờ quý vị. Mặt khờ kỳ cục lắm. Mỗi ngày nói chuyện như 6. Chiên sườn xong không nói câu ra. Lên niệm Phật niệm đâu nổi đâu. Lên niệm Phật. Mỗi bữa thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa nay mệt. Nam. Đâu còn hơi niệm. Niệm khóc. Hả? Hả? Khổ thế kìa. Mệt quá. Không tắm gì luôn. Sao tắm tới giờ 6 giờ kêu sao tắm kịp. Mình mẩy sườn thôi kinh khủng. Cái dầu nó không đơn giản. Cái dầu bây giờ quá chắc gì không biết. Với sườn chiên xong là mình mẩy nó hôi không tưởng tượng được. Không có dùng nước hoa gì mà bán được. Cái tay mà bóp sườn thôi mà nó mùi nó không tưởng tượng được. Sao gì biết. Nó hôi á. Mà đứng đó mà chiên khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ không đơn giản. Nó nóng thiệt là nóng gì. Nóng là mình muốn cởi áo ra luôn. Nó nóng mức vậy đó.
đứng nó chiên chiên xong khờ, mặt khờ, không nói chuyện gì nổi luôn. Xong lên niệm Phật, chúng mày cũng hết hồn, sao đây kỳ cục cái chuyện, sao này niệm này kỳ cục, nó thấy mệt, thấy chưa, niệm mặt khờ quý vị, nó gì mà cố gắng, nó niệm Phật xong, ăn cơm xong chạy qua thăm mấy bà già, thăm mấy bà già xong nó làm cho mình tỉnh lắm quý vị ơi, đi thăm người ta, mình mệt mà phải đi thăm người ta, mình đi chốc người ta cười để mình mau tăng, tăng cái năng lượng lên quý vị, khỏe lại, thấy không? Nó vừa bước vô gặp bà cụ già, bà cụ có nói một câu nè, thầy, nói cái gì à, tôi mệt tôi nghe, gì, nè, thầy lấy áo tôi bắn, đúng là thăm mấy bà già là mấy bà chọc mình cười, bó cười thế kia, nói gì tôi lấy áo hồi nào, áo tôi bận lấy áo mà tôi bận vừa, không, thầy lấy áo tôi bận hôm qua tôi tắm, thầy thò tay vô. Thầy lấy áo của tôi 100% lấy xong leo xe đạp chạy cái vô. Mấy cô ơi, thầy lấy áo của tôi, thầy Đức cũng lấy áo tôi không bạn, kêu trả áo cho tôi. Nhưng Đức nói tôi lấy áo bà rồi sao, khỏi trả áo luôn rồi sao, được không, mày không trả áo tao, tao giọng mày đó. Có trợn mà quý vị, có trợn mà. Xong mình nói mày ngó giọng tao đi. Cái mỏ tao nhọn, chẳng mày giọng mà đừng có nhọn được. Đúng là xong hết trơn mà quý vị ơi. Về nói chuyện rầm rầm cho Phật tử nghe cừ nữa. Đúng là rõ ràng cái mệt của những đức á, mà dùng cái cách vui nó hết mệt quý vị ơi. Ừ, dùng cái cách vui nó hết mệt. Còn gặp mà mình nằm mà giống như nằm giặt nằm dựa là nó mệt nghe. Đó, đây là kinh nghiệm 100% luôn. Nên khi mình mệt mình phải quạt bát lên, mình phải cười. Ờ, nó ủa sao mệt sao cười nổi. Ừ, nhưng mà phải làm sao á, làm sao cho bị tăng lên, bị cười vui lên nó hết mệt. Cái này là 100% luôn. Đây là chính bản thân những đức mà. Xong rồi tiếp tục ngồi tiếp Phật tử luôn, thêm tiếng nữa. À, xong về tắm giảng pháp luôn, giảng pháp bài giảng quyết chí ngủ luôn, chèn con nó vô định luôn quý vị, ngồi vừa giảng ngủ luôn. À, đang giảng cái câu đó quên luôn, đúng là ghê thiệt chứ, quên xong tiếp tục giảng luôn, làm viên cắt chứ sao giảng quên. Tự nhiên vừa giảng cái đoạn giảng sanh, phải quyết tâm giảng sanh thì cực lạc, cái tự nhiên nói chùa bây giờ đang xây dựng. Nó gáp không có vô quý vị, nó gáp không có đúng á. Mình giấc mình nó chết mồ ngủ quên. Đang giảng đi nhắm mắt làm nè. Là giảng lộ một câu liền. Kinh khủng chưa? Nó mỏi quý vị, nó mỏi quá. Đó, à, vị thấy chưa? Vậy nó mà năng lượng con người nó mau hồi phục ghê. Đúng là câu bạc hiệu này hay thiệt. Hiệu quá hay. Nên những đức nói cho mấy người ung thư bệnh này bệnh kia mà bác sĩ chạy bị niệm Phật đi. Niệm Phật ăn chay phóng sanh, đừng sợ chết. Đây là một cái cách trị bệnh hay nhất. Cái bệnh quá hay luôn. Nhớ nghe. À, nên quý vị nhớ là chỉ cần hành động sống vui vẻ an lạc, tự tại là có ngày mai. Chắc chắn bị có ngày mai liền. Có cái anh này anh hỏi như Đức bây giờ con muốn làm ăn phát đạt phải làm sao? Đức nói cười. Anh mà vui vẻ, anh mà tâm trạng an lạc thoải mái, những Đức nó bảo đảm anh làm ăn phát đạt liền. Còn anh mà đang phát đạt mà anh rầu rĩ buồn, những Đức nói thế nào anh cũng sạt nghiệp. Tại sao rầu rĩ buồn là sao mà lên nổi quý vị? Bây giờ bị xin việc làm thì mày mang cái mặt đến. Anh tôi muốn làm việc. Thôi đi chỗ khác mày. Tao thấy nhìn cái mặt mày là tao thấy làm ăn mà. Tao cho mày vô đây làm là thế nào công ty này cũng ảnh hưởng. Thấy chưa? Người ta nhìn mình vui vẻ, người ta nhìn là ta kết quý vị ơi. À, nhìn là kết liền nha. Bây giờ đơn giản là bây giờ mỗi tuần quý vị đi về chùa này mà quý vị thấy những đức mà lúc nào đi đây cũng buồn, như mày lại đến không? Đúng mày đến làm chi?
không có đến đâu quý vị à. Nếu lúc nào Như Đức cũng buồn thì đâu có đến đây. Vậy thì Như Đức nói quý vị nghe, quý vị mà buồn chồng quý vị nó cũng không đến quý vị nữa. Quý vị mà buồn rồi quý vị mà gặp nó là quý vị nói này nói kia khó khăn gây gắt nha, tạo áp lực cho người ta đi làm gì vừa gì chưa gì hết trơn là quý vị nói áp lực cho người ta. Cái kiểu mà đi làm vừa gì cái nó là đóng tiền học cho con rồi tiền điện tiền này tiền kia, đừng có nói, để nó tắm xong đi rồi nó ăn cơm no đi rồi lúc đó nó nằm trên võng chơi mát mẻ đi rồi lúc đó hả nói. Nói thì cũng nói nhưng mà phải nói đúng chỗ, vừa làm mệt về chưa lột cái nón bảo hiểm xuống đưa ra là tiền học tiền trường nó nạt mình là phải rồi. Nên mình khi mà hỏi tiền người ta mình cũng phải nhìn người ta nữa, mình coi cái cảm giác lúc đó người ta làm sao, chứ người ta đang trả tiền mà đang gây gắt mình lỡ anh cho tôi mượn tiền mày mượn hả, nó không cho mình mượn mà nó còn chửi mình nữa, có được gì đâu quý vị. Nên cái lối sống của Phật pháp dạy hay dữ lắm. Nên thí dụ như bây giờ mà hòa thượng mà trả tiền mà xây dựng đi, thường là cái gì, chủ nhật thứ bảy trả tiền đúng không, thứ bảy trả tiền xây dựng, thứ bảy trả tiền xây dựng thì chủ nhật vẫn còn cái âm hưởng trả tiền xây dựng phải tính tiền. Thứ hai thứ ba muốn hỏi gì hỏi, thứ ba là lúc đó tâm nó hồi phục lại chứ không có chuyện giận đâu. Thứ bảy đừng có đi tìm, thứ bảy muốn tìm thì tìm, nhưng mà tìm thì cúng dường thì được. Cái bữa đó trả tiền xây dựng thì cúng dường thì gặp được à con, được ngoan đó con, hôm nay thầy đang trả tiền xây dựng nhiều quá con đưa tiền phụ thầy đúng rồi đó con. Còn bữa đó đến mà nói dạ hòa thượng ơi cho con tiền xin mua bao phân này văn văn cả mày hay chưa, không được mà còn bị la. Nên mình hỏi tiền người ta phải nhìn sắc mặt người ta, nghe không. Nó, mình đi lợn nhà ai mà định mượn tiền mà nó nói là gà vịt chết mình đừng có mượn. Chưa mượn cái gì nó nói gà vịt chết rồi mượn cái gì, mình mắc câu nói thêm nữa không được cái gì mà mắc công thêm, thôi khỏi khỏi nói gì chứ ta thấy không có mượn được rồi hỏi làm chi. Nên mình đừng có miễn cưỡng, đừng có hên xui, mình biết chắc chắn là không được rồi đừng có mượn, đừng có hỏi làm chi mắc công lắm. Vừa đến chuẩn bị mượn tiền hay gì mà nghe nói vịt gà gì chết rồi đắc bán không được, rồi năm nay lúa thóc gì không có thu hoạch bán không được lúa, thôi đừng có chọt vô mượn tiền chi nữa. Nội nói mấy câu thôi là mình nghe hiểu rồi, hiểu không? Đó quý vị, đây cái lối sống con người mình phải cần hiểu cái lối sống quý vị à. Vậy thì đâu có tạo áp lực cho nhau nó. Còn quý vị đi về chùa mình không có bị áp lực gì đâu, chúng ta có đầu hũ thì ăn đầu hũ, còn không có đầu hũ thì chúng ta ăn rau có gì chứ, còn không ăn rau thì thầy trò mình ăn cơm nguội, còn không có cơm nguội luôn thì chúng ta nấu cháo, còn không có cháo luôn uống nước lạnh, mà không có nước lạnh luôn mà chết. Cái gì cũng không có chứ, tôi gọi đi đến chùa luôn, đến gì để cho nó mệt đi đúng quý vị. Học đạo là phước báo mà, cái gì thầy cũng không có chứ, thôi khỏi học luôn đi. Bây giờ mỗi tuần đi đến đây vừa mới bước đến cái này vị Phật tử à, sắp sửa lễ lọc đến mà kẹt quá trời kẹt luôn, gạo giờ cũng hết, đồ ăn cũng không có luôn. Đủ thứ tiền điện đài tùm lum tùm la mà không có tiền trả luôn đó, bây giờ thầy lo dữ lắm. Mấy bà ngồi vô làm nè, ngồi vô làm nè, bà ngồi kế bên gần gạo cái khiêu khiêu cái bà ngồi kế bên kêu than dữ lắm, từng sao ở nhà không đi chùa nữa. Vì sao? Đi đến đây lâu ngày sợ dính than, thấy chưa, than giết người ta sợ dính than rồi quý vị đâu có đến, chứ không phải than mà người ta thương đâu, hiểu không. Thà mình nói vậy đó, có gì ăn nấy, không có nước thì chết, vậy đó mà người ta nghe người ta thích. Giống như hồi sáng ở bên kia nói chuyện, hồi sáng bên bển vừa nói xong cái cô đó bước đến liền, thầy đây cúng dường. Như Đức nói bỏ vô đó thùng tam bảo này dày lắm bỏ vô không được, Như Đức nó lấy ít ít ra bỏ vô từ từ
Thấy không? Nói như vậy người ta vẫn cúng, mà tâm trạng người ta rất là vui. Nên những đức nói với tất cả các chùa, Phật tử đến chùa cứ lo cho người ta đàng hoàng đi. Mình lo cho người ta đàng hoàng, người ta cũng không quên ơn mình đâu. Mình giúp cho người ta vui thì người ta, lúc đó người ta mới đầu tiên có được. Bản thân mình cái gì cũng phải lo cho người ta, có qua có lại mới tội lòng nhau. Chứ bây giờ vừa gặp nhau, đầu tiên, nói đầu tiên là cái gì? Không hiểu đầu tiên. Nói đầu tiên không là chết mồ quý vị. Thấy không? Con người đều phải có tiền mới có cuộc sống. Nhưng mà xin thưa quý vị, phải đến với người ta. Giống như mình làm ăn cũng vậy, đầu tiên mình phải đến với người ta rồi mình mới thịnh được. Chứ đâu phải là tự nhiên bại ra làm ăn cái là muốn có lợi liền. Cái này gấp gáp quá nên mình làm ăn thất bại liền, không nói dòng do chứ. Nên con người đến với nhau đừng có cái gì cũng tiền, hiểu không? Mà có tiền thì càng tốt. Chứ sao? Đừng có nên cái gì cũng tiền, nhưng có tiền thì càng tốt. Quý vị biết, nhớ kỹ nghe. Tình cảm nếu không có tiền thì khó nuôi được tình cảm lắm. Cái thằng này với con nhỏ này hai đứa yêu nhau lúc còn trẻ, nó yêu nhau lâm ly bi đát, nó yêu nhau không tưởng tượng được. Con nhỏ này rất đẹp, thằng này thì lùn mà bị hô. Quý vị biết rằng là hai đứa nó thương nhau. Đừng có nói con nhỏ này, nó nói là dù có khổ cỡ nào em cũng đi theo anh, cỡ nào cũng đi theo. Thằng này nói anh rất nghèo, anh nghèo lắm, em vẫn thương anh. Nó ghê chưa. Cuối cùng đi theo thằng này một thời gian, thằng kia giàu, con nhỏ này theo thằng kia, bỏ thằng hô. Cuối cùng thằng hô đi tu. Kinh khủng đi. Thấy chưa? Nếu mình không có tiền, mình không có tiền làm sao mình lo được cho người ta? Mà người ta quá khổ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, chứ mà nhiều ngày khổ gì sống với mình sao nổi. Rồi lại miệng đờ nói này nói kia, mày đẹp gì mà lấy cái thằng xấu xí mà lại nghèo, mày được cái gì đâu. Cha mẹ nuôi mày khôn lớn, bây giờ cha mẹ cũng nghèo khổ, mà bây giờ mày lấy thằng này khổ nữa, mày có giúp gì được cho cha mẹ đâu mày. Thà mày lấy cái thằng này mà cha mẹ còn được nhờ, thấy không? Chứ bây giờ nó khổ quá, mày theo nó được cái gì đâu. Nó, mày thấy chưa? Nên thật sự mà nói, khó thế nào cái chuyện một mái nhà chanh mà hai quả tim vàng đó. Tim vàng phải có vàng 24 nữa nó mới vàng được. Chứ bây giờ mà cái tim máu không thì bây giờ những đứa hỏi bị sống với nó cũng khô máu. Nó buồn với máu cũng khô luôn nữa. Thì bây giờ còn máu đâu mà sống. Nên cuộc đời con người, những đức nói chuyện nghe quý vị đừng có nên phủ nhận cái chuyện tiền bạc. Tại vì tiền bạc mà đặt đúng nơi đúng chỗ thì nó cũng tốt. Tốt hay xấu là do tâm con người. Nếu đặt đúng thì tiền nó cũng đúng, đặt sai thì tiền nó sai. Nên con người mà nếu ai nói mình tham, mình cứ nói rằng tao tham nó được không? Có gì đâu. Vì trong cuộc đời này mỗi người có góc độ tham. Bạn tham vọng cái gì, bạn tham cái gì bạn nên tham. Còn nếu như cá nhân bạn thì bạn nên suy nghĩ lại. Còn nếu bạn vì người, bạn cứ tham đi. Bạn tham mà lợi ích cho người ta, bạn cứ tham đi. Ai nói bạn tham, bạn nói à tao tham. Đừng có nên lý giải cái chuyện không tham. Mình tham. Ham tiền, tiền không ham chứ ham gì mày. Thấy quý vị? Nói vậy đó mới được quý vị ơi. Nó, nhưng Đức nói với quý vị nghe, bây giờ nuôi 2.000 con người này, không có tiền lấy gì nuôi với bà già. Còn mấy bà già không có cơm ăn, bà lấy gì bà sống. Bà không sống rồi bà làm sao bà niệm Phật. Bà không niệm Phật là làm sao bà giáng sanh. Thấy chưa? Bây giờ rồi bị nấu nồi chè cho mấy bà già bên đây ăn không, 1.500 người. Một nồi chè không, giá chót cũng bà phải có 20 triệu. Nấu nồi chè cho bà ăn không, chè ngon ngon chút. Nấu nồi chè gần 20 triệu nó chuyện vẫn chơi hả. Ví dụ như nấu chè đậu xanh không thì không có nhiêu tiền. Nhưng mà nếu mà nấu chè mà có sầu riêng đồ này kia rồi thập cẩm đồ đi, sầu riêng rồi hoặc là mít rồi xé vô đi, thử đi rồi biết. Rồi đi ra ngoài tiệm mua một ly chè 16.000. Nghĩ ly chè 16.000 đây nè mà rẻ đó. 16.000 1.500 người nhiêu? Phải 21 triệu không? Nó, nên từ nơi đó hai mấy triệu vẫn chơi sao? Nên từ nơi đó mà tôi phải thiết kế nhà chùa nấu chè. Cái ngu gì nấu ngu ngoài mắt. Nhà chùa nấu luôn. Quý vị biết rằng là sâm mua ly 16.000. Mấy quý cái gì vậy? Rau má. Rau má mua ly 16.000. Rau má đậu xanh. Mà rau má uống sao nó mắc mùi rau má. Lạc nhắc lạc nhiễu.
còn đậu xanh sao có mấy hộp leo que. Cuối cùng những đứa thiết kế rau má, mua rau má về tôi xây luôn. Tôi nói đây gọi là ly rau mẹ. Không? Chiều nay mẹ sẽ cho các con uống rau mẹ. Hiểu chưa? Chiều nay mỗi người sẽ được một ly rau mẹ. Rau mẹ nha. Rồi mỗi người một hũ sữa chua. Mỗi người có một bánh mì mà chính tay tôi chiên luôn. Bây giờ buổi tối, thấy không? Chiều. Trời ơi, buổi chiều nay tôi sẽ nấu buổi cơm đặc sắc. Tôi sẽ làm cái món đồ chay. Những miếng mà gọi là cá giả chay tôi cắt. Chiên lên xong tôi làm nước mắm mà gọi là nước mắm gừng. Cá chiên xong tôi lót lên dĩa, xong tôi chế nước mắm gừng lên. Không, chế nước mắm gừng lên không? Cắt rau sống hay là rau xào, nấu thêm một nồi canh đặc biệt. Xong tôi làm một ly nước rồi gọi là trà chanh kết hợp. Rồi đi bên đây ta giảng pháp, mà bên kia ta tính món ăn, người ta sắp chuẩn bị sẵn hết hoàn toàn, sắp xếp rau mẹ xay rồi thoải mái luôn, thấy chưa? Đậu xanh ngon lành, rau má nguyên chắc xay luôn, không pha nước. Đậu xanh xay nhuyễn ra lót ở dưới, rau mẹ đổ lên trên, bỏ thêm một miếng đường xay chung. Xong chỉ cần quý vị uống nước, bỏ vô miếng nước đá, xong quậy nhẹ lên, quay nhẹ nhẹ vừa quay, ai vừa đào phật, ai vừa đào phật, ai vừa đào, bắt đầu là đậu xanh dưới nó bốc lên, hòa tan cùng với rau mẹ. Uống cái ngon gì đâu. Thầy quảng cáo thức ăn rồi tao hết sảy luôn mày, thấy chưa? Đó, thấy không? Chuẩn bị quá, chuẩn bị luôn. Vừa chuẩn bị buổi chiều xong, tiếp tục buổi tối. Buổi tối là tiếp tục đồ ăn thức uống, giảng pháp xong, ăn uống xong. Thì thấy chưa? Sáng chuẩn bị luôn rồi. Sáng chuẩn bị phải làm món gì? Món gì? Món gì? Mai biết. Thấy không? Ý muốn nói với vị nghe đó. Người ta đi đến chùa, mình nhiệt tình mình lo gì? Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao chùa đó đông? Không đông mới sợ. Lo lắng gì mà không đông mới sợ, đúng quý vị? Còn gặp bây giờ mình đi đến chùa, mình đi đến nhà người ta mà người ta không quan tâm, không ngó ngàng đến. Đồ ăn thức uống người ta đem ra ăn đi, bớ người tu cơm không ăn đi, xịt nước tương vô ăn đi. Tu hành là tu chứ đâu phải vì ăn uống, thấy không? Không lo ăn uống gì chân, nó tu hành thì tu chứ cần gì ăn uống. Chứ con người xin thưa quý vị, ăn uống là quan trọng lắm. Có thực mới vật được đạo. Bây giờ cơm nguội mà xịt nước tương vô, tối nó đói bụng chết mồ, cào ruột sao ngủ đây? Nó bị nói chuyện giỡn chơi hả? Đừng có giỡn chơi nha. Được không? Nó nên mong quý vị những bài chia sẻ pháp này nó rất nhân sinh, nó rất là gần gũi. Nhưng quý vị hãy nghe kỹ lại, nó có những cái áp dụng trong cái cuộc đời mình. Bởi vì sống sẽ rất là đặc biệt, sống rất là tốt. Để niệm Phật để cuối đời chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị ơi. Chúc vị an lạc quý vị ơi. Cười lên cái coi. Cười lên cái coi. Để tôi cười cái cho nghe. Không, cái nụ cười này bây giờ nó đang phát triển nha quý vị. Nhưng mà không phải dễ cười gì đâu nghe. Có mấy cô mình bắt cười toàn là bà ỉa không? Bà cười không có được. Nhìn nó kêu mấy cô mình bà cười, mấy thầy cười, mấy ông điều là gì nè. Ỉa. Ông làm gì đó quý vị? Còn những đức thì ví dụ như có bà Phật tử nói, thầy công nhận thầy cười thì con nghe con thích gì đâu. Nó đâu thầy cười thì con nghe, con những đức nói chào cô hai. Cô hai đi đâu đó. Ê, ta
ơi chú mày an lạc mày á, ai về đầu Phật. Ôi chắp tay rồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh.